đúng rồi, rồi bình thường rồi đó. Vậy là cái này bình thường đúng không? Bạn bè mình vẫn còn theo dõi mình bình thường đó đúng không? Không, trong trên đó không à, trên trang đó không à. Dạ dạ dạ, rồi rồi, cảm ơn cưng nha. Dạ dạ. Bị hố. Mọi người ơi, chia sẻ bài giúp em nha mọi người. Nãy giờ bị sự cố nha mấy anh. Nãy giờ wifi bị sự cố nha. Chia sẻ bài lại giúp em nha mọi người. Chào anh Nguyễn Sĩ Ngọc ạ. Ai đang xem live cho em xin một lượt chia sẻ, em cảm ơn ạ. Chào anh Úc Tâm. Ờ, nếu nhiều wifi em gặp một số vấn đề, mấy anh thông cảm giùm nha. À, kìm chết hiện tại là chưa về nha. Chưa về tới ạ. Nhà đây kẹt xe nha anh. Bây giờ nó về mà sáng nó mới giao mình được. Nó coi cho nó rồi. Bấm chỉ có rồi. Không. Bấm vô. Dạ thấy nút tâm à, bấm vô là nó thoát cái này ra. Thì thoát thì làm lại chứ giờ là thật là bên đây. Thì đó nó nhảy giờ cái máy này chọn nó nhảy bên đây là rồi, máy chủ là rồi. Nó xác thật là nó chọn bên đây á. Đó, đi đồ thì thời có bấm vô coi. Đó anh kia nó kêu không có làm được, phải làm. Cái gì? Anh kia nó kêu không có làm được, phải làm. Không làm cái gì? Anh nói cái gì là xong rồi, nó không bấm, nó thoát nó tiền ra rồi. Thoát rồi, nữa cho mấy ảnh vô lại, mình chưa like mà. Thì like luôn nữa. Thì like giờ máy nào chốt. Chốt máy này. Sao rồi? Thôi đi bấm vô đi, bấm vô. Nghe được chưa? Gặp chưa? Nè, được rồi nè. Cái này mã gì mà đâu thấy đâu. Tiền đồng tiền mã. Đưa máy nó chốt đơn này, máy này sụp đèo quá. Tiền đây còn nữa. Dạ đúng rồi ạ. Rồi ok, cổng chào mấy anh nha. Chào anh Nguyễn Văn Thụ. Lên hàng nha. Bắt cái đèn này luôn không đó. Cái công tắc giữa. Máy dưới xe em tạm hết à. Cái này hiệu GOE nha, hoạt động bình thường nha. À, khoan 20 cấp trượt, 1 cấp khoan nha, 2 chiều. Xe điện nha, xe điện 110 nha mấy anh. Con này đầu lai em bán con này là 300k nha, 300 nha, mở hàng đầu lai nha, tắt đi dẹp đi rồi, theo 300k nha, lên mã ok 300 nha, mới vừa cầm tay em có à, 300k nha, lên mã ok 300 nha, mã ok 300, máy hoạt động bình thường hiệu GUI nha. Máy còn mới lắm nha mấy anh. Anh Vũ Thanh ơi, hôm nay em giữ đơn anh lại. Anh Vũ Thanh hôm nay em lưu bu quá, anh thông cảm giùm em nha. Cái đơn của anh em còn giữ tại shop à. Đích pin Hitachi ngồi T8 bon không? Dạ sao mà nó bị lỗi hoài. Cái này là cái mạng nhện nhưng mà nó cái mạng di động anh ơi. Chờ anh Thành Nhân Lê à. Đây nha, một con cưa xích xăng nha. Hồi nãy em tháo cái này ra em xịt gió đó, em xịt bụi đặng em về em cũng như nó sợ lâu nó đóng bụi á. Nó có cái miếng như bảo vệ cái bô gió đừng có cho nó hút bụi vô á. Là ở trong nó còn mớ chốc luôn nha mấy anh. Đây để em mở cho mấy anh xem nha. Nè, cái bình xăng con nó còn mớ nè. Nè nãy em ấy cái này ra em đập cái này nè. Chứ em không có làm gì nha, em chỉ đổ xăng vô nha, em đổ cái xăng cũ nữa ở trong là nó còn nha. Cho anh Trần Thiện. Mà nó hết mùi xăng rồi, cái dạng để lâu quá rồi em đổ xăng mới vô là em giật có khoảng 8 cái là nó cháy luôn nha, chứ không có mà chỉnh bu ghi hay cái gì hết trơn nha. Nó ngoại hình nó vậy nha. Hết cho mấy anh xem luôn.
trăm à. Con này em bán là 1.800.000 nha, 1.800.000 nha, lên mã xích xăng 18 nha, 1.800.000 nha, giật phát nổ nha, lên mã xích xăng 18, 1.800.000 nha, hoạt động bình thường nha, cái này cái hiệu này gì này nha, SE35AW gì, biết phải hiệu nó không nữa, có công tắc nha, quá tuyệt vời luôn nha. Xăng 18 nè. Bảo Khoan 300 em chốt cho anh Quang Nguyễn Phi ạ. À. Em xin nói hàng cho anh Quang Nguyễn Phi. Xích xăng mới đúng mã. Là xích xăng rồi. Ừ. Bà xích xăng em xin chốt cho anh Long Thiên Hoàng. Bà xích xăng em xin dự bị cho anh Hồng Hải. Con này là công nhận đổ xăng vô là giật chạy luôn, giật mà nó ngay mới tại để lâu đó, mình giật tầm 8-9 cái là tắt một cái, là cái một đó nha, quá ngon luôn, nhẹ gọn. Xích xăng, xích xăng trời ơi bột quá, bà than cái gì bột quá. Xích xăng 18, xích xăng. Con này hàng Trung Quốc xuất Nhật nha mấy anh, Trung Quốc xuất Nhật nha. Xăng có, con xăng có phải pha không sếp ơi? Em không thấy cái nắp nhớt đó, là không thấy bọng nhớt nè, mà chắc em nhảy pha nhớt á, mà hồi nãy là em chỉ châm xăng thôi, em chưa pha nhớt, là em thử máy á, em đâu có nhớt đâu mà em pha nha. Mà chắc có nhớt riêng anh, nó có cái nắp để nhớt nè anh, nó để cái cấu ký hiệu là cái mỏ nhiễu nhớt á, mà không biết. Dạ có cưa xích sẽ, mà không sẽ biết sử dụng điện 110, không biết nhớt châm vô cái đặng cho nó nuôi cộng lam này, hay là nhớt vô pha vô cái máy nha, cái đó là mấy anh xài, mấy anh về nghiên cứu thôi, chứ em không có xài mấy này nha. Con này Trung Quốc xuất Nhật nha, hoạt động bình thường, con này cũng còn đẹp lắm nha. Con này em bán với giá là 300k nha, 300k nha, lên mã cắt 300 nha. Xích đu. Dạ không có xích đu nha. Anh hỏi cái gì mà lạ lạ không vậy anh Chí Thiên Nguyễn? Con này không nhận đã chứ. Đây nó có để ký hiệu cái nắp bên này xăng này, còn bên đây cái nắp ký hiệu hình cái nhựa ấy nhớt á, mà không biết châm vô đoạn pha với xăng này hay là châm vô xích thì em không biết nha. Nó cái máy chồng quá mới. Cái này mã cắt 300 nha, mã cắt 300 nha, hoạt động bình thường nha, còn đẹp lắm nha. Mã cắt 300. Rồi hạ chưa nghỉ đi. Có cần câu cá không có nha. Mã cắt 300 nha. Phan quà để cho coi cái giống nào rồi đó nè. Dạ, dạ anh Hồng Hải có xem được không ạ? Ờ, anh chốt trước nhưng mà anh chốt mã cưa xăng. Rồi mà tới anh Long Thiên nha, Hoàng rồi. Là xích xăng là đứng thứ hai, rồi mới tới anh là xích xăng lại nha anh Hồng Hải. Tại em lên mã xích xăng. Em lên mã xích xăng á anh. Anh chốt trước, anh chốt đầu tiên nhưng mà anh chốt sai mã thứ hai là mới tới Long Thiên Hoàng nha. Mạng rớt à. Khoan một chiều nha. Khoan một chiều nha, con này hoạt động bình thường nha. Con này em bán với giá là 200k nha. Cái này chắc hàng Trung Quốc xuất Nhật nữa nha. 200k nha, 200k nha, lên mã khoan 200. Mã khoan 200, khoan một chiều nha. Mã khoan 200 nha. Mã khoan 200. Khoan là cái hiệu gì Homiton gì đó. Máy cưa nhớt. Máy cưa nhớt bao nhiêu tiền vậy? Cưa nhớt là cưa gì? Ờ mấy anh ơi, cái điện thoại này nó cứ tắt hoài, comment em đọc không có được, mấy anh thông cảm giùm nha.
Cây ấy bao nhiêu tiền? Dạ cây nào vậy anh Vũ hãy đăng. Có lên hàng pin không chị? Hàng pin em lên. Dạ bữa nay lên được ít ít nha. Lâu lâu em lên một lần nha. Tại vì nó cũng không có nhiều. Lên bê tông điện 3 chế độ. Cái điện thoại giờ thấy gì mà nó đứng máy thì nhìn có còn có 25 người xem. Đứng máy tình có cưa cầm tay cho anh Nguyễn dạ, Hà có cưa cầm tay luôn nha. Mang pin em có mà đợi chút xíu nha. Hình tạo bên đầu nó đứng chơi rồi. Thằng thằng bàn loại nhỏ không có nha. Mấy tóc cỏ về chưa? Con này ghim điện nó không chạy nha, không biết nó xài. Ê, quên, không phải không chạy đâu, nhặn xuống nó mới xây với bữa không bị con. Khoan nữa à. Ô bò. Tại nó mà mua điện thoại xịn anh. Đây là không thôi bị hố ha, không thôi bị hố rồi ha. Cái loại này nhặn xuống nó mới chạy nha. Em ghim điện em bật công tắc nó không chạy. Chưa xuất điện chút xíu nha anh. Con này là hoạt động bình thường nha. Con này chuyên về vít nha. 320 nha. 320 nha. Chào anh Hao Nguyên. 320 nha, mã lạ 32 nha. Em có cưa xích nha. 320 nha, mã lạ 32 nha. Nói chung là lâu lâu là cái mấy cái con cưa xích mà xài bằng xăng anh là loại hàng hiếm á. Lâu lâu nó mới được hơn dữ lắm nó mới tọc. Từ lúc em bán giờ là mới thấy lần đầu cái cây này lần đầu luôn á. 320 nha, mã lạ 32 nha. Chào anh Chí Quách hả? Nghe tiếng sần pha nhớt ghê quá ha. Mới cắt cỏ về chưa? Mới cắt cỏ em có một con mà sao mà bữa hổm em ghim nó chạy, bữa nay sao em ghim nó không chạy. Mát mát. con mấy cái cỏ nó có cơn nên pha cái này hà ẩn gì là đâu có ai xem được không? Được, mình xem được nhưng mà mấy này coi được, mấy đó coi không được nữa. Để đi coi mấy lần chốt đơn mấy này mà. Con này hiệu Hitachi nha, hoạt động bình thường nha. Con này là lưỡi 185 nha. Con này hoạt động bình thường, con này em bán với giá là 450 nha. 450 nha, mã cưa 45 nha. 450 mã cưa 45 nha. Có mấy fan bằng pin không? 450 mã cưa 45. Anh được chưa ngươi, ngày nay chị em có thông báo với anh hay gì đó anh. Để em xem lại cho. Mã cưa 45 nha. Anh được chưa? Anh có muốn mua gì thì anh cứ chốt đơn đi, ngày mai anh cứ thông báo với anh nha. Tại cái đơn hàng của anh hôm nay là chị em chốt á, cho nên chị em đi về không có đây, cho nên em không biết bao nhiêu á anh. Bu lông 1/2. Thường ban ngày là em mới chốt đơn anh, giờ này like chứ không có. Mã cưa 45 chốt cho anh Vũ Hoang. Anh thuộc Vũ Hoang vui lòng để cái số điện thoại giúp em nha. Không có hàng đâu anh ơi. Vậy là cái đơn hàng của anh 600k nha anh được chưa? Chị em nhớ cho em đã chốt đơn cho anh, em không có biết nữa. Lúc này không có hàng đâu nha mấy anh, hàng hiếm. Mấy cái cỏ em có một cái anh Minh Ngọc, nhưng mà có lúc nó chạy có lúc nó không á. Mấy cái cỏ bằng điện có lúc mà. Cảm ơn anh Vũ Hoang ạ. Anh có được món hàng nào cho mình đặng về trang trí nhà cửa hoặc là này kia cho dịp Tết nha. Xuân sắp đến rồi nha. Làm không được mà trang trí nhà cửa. Vệ sinh đồ là tranh thủ là mua hàng đi nha. Biết lúc này là không có hàng nữa mấy anh, hiếm với lắm hàng cỡ này là. Cây này là nó để mát in da băng luôn nha mấy anh. Con này em bán với giá là hoang gốc nha. Con này còn đẹp lắm nha. Nó bị dính nhớt nữa nè. Chùi ra là mới lắm nha, con này là cũng như còn như mới luôn á nha.
Con này em bán 400k nha. 400k nha, lên mã ok 400. 400k nha, lên mã ok 400 nha. Lên mã giúp em là mã ok 400 nha, 400k. Con này là con khoan gấp nha. Cầm như mấy cắt tay vậy mà nó xài là cái mũi khoan nha. Con này xịn lắm nha, con này đẹp lắm nha. 20 tâm điện ba chức năng có không? Không chạy bán máy lỗi đi em. Chờ anh Minh Toàn nè. Hôm nay Minh Toàn vô chợ. Dạ xe sử dụng điện là 100-110 hết nha. Tất cả đồ điện bên em sử dụng điện 100-110 ạ. Không có đồ lao lao cho mình thấy mới mới. Có máy cắt TVN. Dạ không có nha anh. Đây nè, con này em ghim điện hồi lúc nó chạy, xong bây giờ ghim rồi nó không chạy nha. Con này còn mới lắm nha. Nó còn cái gì luôn rồi nha. Ok 400 anh mà. Ok 400 em chốt cho anh Kashima. Anh Kashima vui lòng để cái số điện thoại giúp em nha. Con này hiểu nay xì đồ ra ghim điện nó không chạy nha. Chứ không có thiếu gì nha. Còn đầy đủ luôn nha. Con này quá đẹp rồi, cứ cày căng này bằng nhôm quá trời sáng luôn. Còn mới còn tem còn gì luôn nè. Con này thôi em bán ghim điện nó không chạy em bắn mù nha. 300k nha. 300k nha, mã mù 300 nha. Con này ngon lắm nha. Cái này nó bị hư cái gì một tí rồi mà em không biết. 300k nha, mã mù 300 nha. Anh Kashima anh vui lòng để lại số điện thoại giúp em nha anh Kashima. 300k nha, mã mù 300. Shop em là chốt đơn qua điện thoại nha. Mã màu 300 em chốt cho anh Minh Ngọc ạ. Anh Minh Ngọc anh để lên số điện thoại giúp em nha anh Minh Ngọc. Do cái tên trùng tên nhiều quá anh thông cảm giúp em ạ. Ai có lỡ cho số điện thoại rồi cho nữa đi nha. Cũng không có gì nha. Biết sao không? Cho cái em dán lên cái đơn hàng của anh chốt luôn á. Ngày mai chỉ việc là em lấy điện thoại ra cái em bấm cái điện thoại luôn cho nó chính xác. Máy mài hay khoan vậy? Nào. Ok 400 á. Cái đó khoan nha anh, khoan gấp quá nha. Nó cái mình nó thì máy ngoài mà cái đầu nó thì máy khoan nha. Cưa xăng hồi nãy bao nhiêu tiền? Cưa xăng hồi nãy là giá 1.800.000 nha anh, nhưng mà có khách chốt rồi nha anh Dung Lơi. Em chỉ có một con duy nhất à. Một con duy nhất bán máy giật cái hiện liền. À, nói chung á là anh cứ cho em lại số điện thoại của anh thông cảm giùm em nha. Do em chốt đơn mà chốt bằng tay á cho nên số điện thoại tên trùng tên nhiều quá anh thông cảm giùm nha. Anh cho cái em dán cái đơn hàng của anh chốt luôn á, cái ngày mai chỉ quyền em móc ra cái em gọi cảm là anh Minh Ngọc ạ. Cái độ chính xác nó cao nha, không bị lộn hàng, không bị lộn đơn nha. Nói chung là em bán là tên trùng tên nhiều quá anh em mới hay bị sợ á. Còn mà mấy anh có dặn cái gì bên shop á là lâu lâu là có thể gọi lại nhắc nha, chứ quá trời nhiều công chuyện á không có nhớ được nha. Con này là máy cắt gỗ nha, lưỡi 165 nha, mà nó độ là cái lưỡi cắt gạch nha. Chứ không phải cái lưỡi này của nó nha, cái lưỡi này là nó độ lại nha, rồi mình nửa mình dài cái này cắt gỗ bình thường đọc nha. Đọc đi. Đọc đi DK nhắn cái gì nè. Shop này quên số điện thoại chứ. Con này hiệu Hitachi nha, có thắng nha. Có thắng luôn. Ờ máy mài em có luôn. Con này bán với giá là 450 nha. Cái này là máy mài hay máy nghiền quà? Cái đó máy khoan gấp. Khoan gấp gì, cái khoan gấp là anh không lấy hả anh? Anh gì đâu anh nhiều quên à. Con này là 450 nha, 450 nha, mã ô mã cưa 45 nha, mã cưa 45, cái này nó độ cái lưỡi cắt gạch nha. Ờ máy em cắt cỏ em tạm hết nha anh Thắng Nguyên. Nè. 450 nha, máy còn đẹp lắm nha. Vậy là anh Kashima là anh xả đúng không anh? Ờ lưỡi cắt hợp kim là anh chưa có nha. Dạ lưỡi không có nha. Em còn một đống máy mà nó chạy mình không có lưỡi rồi, em còn không có lưỡi mà gắn vô. Ai mà để cái mặt giận hờn cái bài ghi bình luận của tôi vậy chàng. Tôi có làm gì đâu. 450 nha. Ok anh Kashima. Mất cơ.
cưa 45. Bác cưa 45. Cưa 45 em chốt cho anh Tại Hạ. Anh Tại Hạ vui lòng để số điện thoại giúp sếp nha anh Tại Hạ. Để tên giống phim Hồng Kông quá. Hình thức chốt đơn trên máy nha, là không sai chính tả là được nha. Còn chốt đúng mấy ấy nha. Trường hợp mà mấy anh chốt sai mã mà không có ai chốt theo á là mấy em mới ưu tiên chốt cho mấy anh. Có súng mua lông hơi. Dạ dạ để em lên súng mua lông hơi. Ờ cái ghim điện không chạy là cái máy cắt cỏ nha anh. Cảm ơn Minh Toàn ạ. Cảm ơn Tại Hạ. Em đang đầu tư cái máy chốt đơn á, đặng cho tiện để sao ghi sai số điện thoại nó. Có khi mấy cái trường hợp mà gửi hàng đi anh mà tự nó hoàn về á là cho sai số đó, rồi người ta điện cho cái người khác á, người khác ta nói tao đâu có mua chốt gì đâu. Thấy em thanh lai à. Cho nên là hàng mới quay đầu rồi mấy anh nói sao mà vậy đó, nó xảy ra nhiều trường hợp. Chào anh Đặng Văn Nguyện ạ. Rồi đứa này đúng rồi. Cái đơn hàng của anh Đặng Văn Nguyện tới chưa anh? Giờ này em thấy shipper gọi cho em á anh Đặng Văn Nguyện. Con này đó là đang giao hàng cho anh á. Anh Đặng Văn Nguyện, cái trường hợp anh Đặng Văn Nguyện là bữa hổm em ghi sai số điện thoại cho nên là gọi nghe với người khác. Ta nói không có chốt mà tưởng đâu anh từ chối nhận hàng. Nói chung là cái số điện thoại nên là em xin lỗi anh nha. Hình như là 42 nhưng mà em. Nhưng mà em ghi thành 24, anh thông cảm giùm nghe, em xin lỗi anh trên like luôn ạ. Cái nào lỗi thì em nhận lỗi nha. Cái này hiệu Makita nha, khoan hai chiều nha. Một còn nó có hai công tắc á, cũng như nó tới lui luôn nè. Đấy, quá đẹp. Con này em bán với giá là 370 nha. 370 nha, hiệu Makita khoan hai chiều nha. Máy này còn đẹp lắm nha. Cảm ơn Đặng Văn Nguyện ạ. 370 nha. Còn hàng á, mấy anh chốt đơn á, mấy anh lưu ý cái nào nó còn cái mũi này nè là em vẫn để y gan vậy luôn nha. Mà có thể là em đóng hàng là em phải tháo ra rồi em vẫn để vô đóng đi luôn nha. Có ship bù lông muối. Cũng như cái nào nó có là nó có, còn cái nào nó không là nó không nha mấy anh. Có ship bù lông muối. Chứ em không có tháo lấy lại làm gì nha. Cái này mấy gì? 370. Không biết phải gì nữa thì đó, 375 chốt. Dày quá dạ nha. Ok anh, tại bên chiến này là em gửi bên Gito nó giao hàng nhanh lắm mấy anh. Mã 370 em chốt cho Thảo Lê Đinh. Anh Thảo Lê Đinh vui lòng để cái số điện thoại giúp em nha anh Thảo Lê Đinh. Khoan có búa có không mà. Dạ đúng rồi à, sử dụng điện 100-110 nha. Kêu khoan mà ba chức năng nó hiếm lắm anh ơi. Mà có khi nó lọt diện con hai con mà nó không chạy. Rầu tim. Máy mà hơi đầu mà giống này em. Máy này cái máy này kia đi chưa? Máy này kia mấy ngày nay mình lên tập. Cái chất đây từ từ em ngon nha. Khoan 2 triệu 2 chức năng nha, hiệu Hitachi nha. Lên khoan. Con này em bán với giá là 650 nha, 650 nha, mã OK 65 nha. Tất cả đồ điện anh em sử dụng điện 100-110 nha. 650 nha, mã OK 65, khoan 2 chiều 2 chức năng nha. Dạ anh Văn 2 khoan ạ. À. Dây cũng siêu dài luôn nha mấy anh. 650, mã OK 65. Nói chung là có một số trường hợp là hôm nay em gọi không có bắt máy á, chắc là mấy anh bận đi làm á, cái mấy cái đơn mà em gọi không bắt máy mà em vẫn giữ đơn ngày mai em tiếp tục gọi nha mấy anh.
Tại vì em giữ mấy cái đơn hàng mà gọi không bắt máy là trong vòng 3 ngày. Nếu như 3 ngày mà em gọi lại một lần nữa mấy anh không có bắt máy là em xả nha mấy anh. Tuy em giữ mà ngày nào em cũng phải gọi nha, mà em gọi tầm tới 3 ngày là mấy anh không bắt máy là shop tự xả thôi. Nói chung là không phải là em không có giữ đơn mấy anh lâu, mà tại vì cái shop em nó chẹt chứ lắm. Tại vì ngày mai em lấy đồ ấy gì em đợi không có chỗ đợi luôn á. Em lấy đồ ngày gì tại cái chỗ quá chặt rồi. Con này hiệu Hitachi nha, con này chắc Trung Quốc xuất Nhật quá nha. Con này 300k nha. 300k nha, nên mã OK 300 nha. Mã OK 300 nha, hiệu Hitachi. Cái này cái công tắc nó nằm trên này nè. Mã OK 300 nha. Có khúc củi nào không? Khúc củi em còn nhưng mà em lên từ từ nha. OK 300 em chốt anh Vũ thôi anh. Chạy ba gác qua Hồng Ngự. Ủa anh ở đâu vậy anh Hưng ơi? Anh ở đâu mà qua anh ở đâu mà chạy ba gác qua? Anh Đinh Dũng, anh hỏi gì anh hỏi lại giúp em nha anh Đinh Dũng. Tại vì cái điện thoại này nó tắt hoài à. Con này là cũng Trung Quốc xuất nhập nha. Có nhầm anh đó, em gửi hàng về cái máy ảnh nói ủa sao mà hàng em nói hàng Nhật Bản mà sao nó để chữ China. Cái đó là có nghĩa là hàng Trung Quốc xuất Nhật, là có nghĩa đồ vẫn đồ Nhật nha, vẫn xài điện 100 110 nha mấy anh. Điện thoại này khó coi quá à. Sao khó? Nó cứ tắt hoài nha. Nào. Vứt qua vậy nè. Ờ em có bán bộ cái máy ảnh chốt đơn thì có kèm theo bộ chiến lược 200k nha. Con này em bán cho 300k luôn đi, 300k nha. 300k nha, mã cắt 300 anh Văn Tâm, Văn Tâm anh hỏi gì anh hỏi lại giúp shop nha anh. Tại tầm em nó chạy nhiều quá nha. Cái xác của anh còn không? Cái xác của anh là em còn giữ nha anh Dung Lê. Mã cắt 300 nha. Anh Đinh Dũng anh hỏi gì anh hỏi lại giúp em nha anh, thông cảm giùm em. Con này còn mới lắm nha mấy anh. Có không mới cắt phải. Mà Trung Quốc xuất nhập. Ồ vậy hả anh? Rồi ok nè, để em chốt cho người khác à. Nói chung là có mình em đọc không hết comment của mấy anh thông cảm giúp em à. Không chốt này hả? Ờ, mã OK 300 đúng không? Mã OK 300 là hai mấy này nữa nè. Mã này OK 300, cái này mã cắt 300. Cái này là mã OK nè. Mã OK 300 em rút anh Đặng Văn Nguyện à. Comment nó bị tắt hoài, em nhìn không có thấy nên mấy anh thông cảm giúp em đi. Với lại có mình em đọc con comment cái máy đâu có đơn đó, mấy anh chốt sướng lắm, mấy anh là chốt lên cái mã OK là em bấm ở đây chạy ad. Có máy khoan okay. Bằng pin không? Còn anh cho số điện thoại là em bấm cái chạy ad. Trả lời mấy ảnh đi để mấy ảnh. Dạ khoan pin có nha, mà để em lấy cho chống chống cái này cái mấy ấy được nha. Anh hỏi gì hỏi lại giúp em đi, tại vì comment còn cái này là quá. Mã cắt 300 nha, cũng hoạt động bình thường nha. Mã cắt 300 Trung Quốc xuất nhập. Còn con này là bu lông nha, 1/2 nha. Con này em bắn mù nha. Đồ hơi là bên em bắn mù hết nha. Rồi em xả rồi anh nghe anh Vũ Thanh. Lên con này em bán cho 300k nha, 300k nha, mã mù 300 nha. 300k nha, đầu 1/2 nha. Có cưa trượt lưỡi 305 không? Dạ không có nha. Có máy cắt pin không shop? Dạ không có máy cắt pin nha. 300k nha, mã mã màu 300 nha. Ờ, mấy mã cái mấy cưa các cạch có không mà. Mã màu 300 em chốt cho anh Lê nhận. Bên em bán mù bán sát là không bao sống bao chạy nha mấy anh. Nói chung em nói với về mấy hên xui nha. Em nói với mấy anh chứ mà này. Cái con này mà theo mà em có khả năng okay, em test nó đó là em bán giá khác nha. Tại em bán tiền nào là của nấy nha mấy anh. Tiền nào là của nấy nha. Cũng như mù là cái giá mù nha, còn đồ tốt là cái giá đồ tốt nha mấy anh.
hiệu Ryobi nha, con này còn đẹp lắm nha. Con này em bán với giá là 480 nha. 480 nha, lên mã xích 48 nha. Shop mình 480 nha, lên mã xích. Ờ, shop em ở huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp nha anh Tiên Tiên Nguyên. 480 nha, mã xích 48 nha. Mã xích 48 nha. Mã xích 48 ai chốt chốt đúng mã giùm em nha. Xích 48 em chốt cho anh Thanh Lê. Mini nha. Ờ lưỡi cưa ha, lưỡi cưa để ngày mai đồ nghề gì coi có không con, chứ con, em chưa có con này dám mini nha. Anh. Con này em bán với giá là 100 đợt này em gì? 7 nha, 107 nha, mã mini 17 nha. Đợt này em gì không có cưa lọng hả anh ơi? 107 nha, mã mini 17. Đợt này em không có cưa lọng hả? Cũng như em nói mã mini mà mấy anh phải bấm là cái chữ mã luôn nha, bấm chữ mini 17 thôi, còn em nói là chốt 45 gì đó, cưa 45 là anh phải bấm chữ chốt, bấm chữ cưa 45 thôi nha. Nói chung là đồ mà em lên trên like là sao là em bán vậy nha. Anh Lê Việt Long hả? Cái này em anh Lê Việt Long trên cái máy chủ của em là anh đứng thứ ba nha anh Thanh Lê, tới anh Hà Ngô, anh Hà Ngô xong mới tới anh Lê Việt Long nha anh. Một trăm bảy mươi k nha, là mã mini 17 nha, mã mini 17 nha, 170k nha. Bây giờ là một khách chốt là một xem trang con 17 là đưa đánh cho em là Nguyễn Thị em chốt là 170. 170 em chốt trên anh Nguyễn Thiện, anh Nguyễn Thiện vui lòng để số điện thoại giúp em nha anh Nguyễn Thiện. Nói chung là em hay có hai đứa à, có gì mấy em sơ xuất mấy anh thông cảm giúp em nha. Mã mini 17 mới đúng mã là đó rồi. Hỏi thì trả lời. Xin lỗi anh Thế Lê, thì xin lỗi nha anh, em lên mã mini 17 nha anh, để em kiếm con khác cho anh nha. Chốt cho người nào thì chốt cho anh đúng mã nè, cho nó đúng đi mình. Em xin lỗi anh Nguyễn Thiện à, anh mới hỏi cái đò cho là người ta tại em xin lỗi anh Nguyễn Thiện, anh Nguyễn Thiện cái này em chốt cho anh em kiếm con nữa cho không sao, con nhiều lắm, má nhỏ nhỏ này thiếu gì. Hả mini 17 xin chốt lên Tấn Nguyễn, em xin lỗi Nguyễn Thiện nha. Em xin lỗi anh Nguyễn Thiện nha, Nguyễn Thiện. Tại em lên mã mini mà chốt cái kia thì nó cũng anh Tấn Nguyễn vui lòng để số điện thoại giúp em nha. Nói chung là em nói với anh gì nè, trong cái like này 100 người mà 100 người hỏi em có mình em đọc comment em đọc không có hết, cho nên mấy anh thông cảm giúp em đi. Chứ nói, nếu như là em cố gắng là em đọc hết comment của mấy anh luôn á. Em vừa chốt đơn mà em vừa đọc comment luôn, mà em đọc không kịp em thông cảm luôn. Con này bị si ba chao rồi. Con này mắc lại gì à? Có mấy khoan hả? Ok 90k à, để em lên từ từ nha. 90k nha. Nó tình trạng nó chạy nha. Mua về nghiên cứu nha, có 90.000 nha. 90k nha, lên mã lỗi 90 nha. 90k lên mã lỗi 90. Hiệu Ryobi nha. Mã lỗi 90 nha. Có mấy cắt sắt không? 90k lên mã lỗi 90. Mình mua máy đục.
máy đục bê tông đúng không anh Lê Đăng Thảo? Anh muốn xem máy đục bê tông đúng không anh? Lỗi 90 hả? Đã lỗi 90 em chốt cho anh Út Nguyên Văn. Anh Út Nguyên Văn vui lòng để số điện thoại giúp em nha. Thì anh cứ lên đục bê tông cho anh xem đi. Đục bê tông mình có mà. Nè máy mini em còn con nữa là nha mấy anh. Mình mua rồi. Ồ gì hả anh Linh Tân? Con này cũng 170 nha, lên mã OK 17. Có máy sát kẹo, dạ không có. 170 nha, lên mã OK 17 nha, mã OK 17. Cảm ơn Nốt Nguyên Văn nè. Con này là nó giống con kia nãy luôn nha. 170 nha, lên mã OK 17 nha, mã OK 17. 90k giá như đây nè. Nói chung là em nói với anh là bên shop nào cũng vậy chứ, người ta có cách làm việc riêng của người ta cho nên em mới, em mới không có nói không bên chưa, nào chưa là nói chung là, là em cũng phải có sơ xuất nữa. Nói chung là mấy em cũng phải có sơ xuất, nói chung là shop nào cũng phải có sơ xuất hết trơn á. Cho nên mấy anh thông cảm giùm đi. OK 17 anh nhỉ. Ờ Lê Đăng Thảo để em giải quyết cái đơn hàng của anh. Anh nói là anh mua máy máy đục sao mà đưa máy khoan. Nói chung là em trên live em có báo với mấy anh là máy nó là máy gì hết rồi. Vậy để em kiểm tra lại nha anh, không sao đâu anh. Ờ anh Sơn Triều vui lòng để lấy số điện thoại giúp em nha. 17 2 triệu. Lên đồ người gì không kịp anh ơi. Đồ người bị kẹt đồ xe. Đồ người bị ngày nay nó lấy mà bây giờ nó chưa đem được giao cho tới em á, tại một xe mà nó chở hai ba món đồ á rồi nó bỏ vào cái đồ kia trước rồi ngày mai nó mới lên em, là có nghĩa là tối mai em mới có đồ em bán nha. Con này cái bình gì không biết, cộng dây điện nó gì nè, nó bị đứt em không có test nha. Cái này là nó để giữ của Mỹ luôn nha, nè lá cờ Mỹ luôn á nha. Bình này bình gì em không biết nha, bình này em bán mù nha. 170 mã mù 17. 170 nha, mã mù 17 nha. Về nghiên cứu nha mấy anh. Nó chỉ thiếu dây điện thôi nè. Máy cắt sắt có không à? Dạ không nha, máy máy cắt sắt cầm tay thì có nha, còn máy cắt bàn là hết rồi nha. Máy cắt sắt cầm tay có nha. 170 nha, mã mù 17 nha. Cái này cái bình gì còn mới lắm nha mấy anh. Nó còn cũng mới lắm, cũng đẹp lắm á. Nó có cái nút gì bấm bấm này không biết nó xài cho cái gì. Khoan đi coi cho ai chơi. Dối rồi. Cái điện thoại này nó chạy không có thấy cái đường luôn á. Ở cái điện thoại này là 137 người xem, một cái điện thoại em like là hồi đậu về đó 25 người là tới. Sao chịu đây? Gì vậy à? Mù là sao vậy? Mù là sao vậy hòa? Anh biết mà anh còn hỏi cơ nữa nha. Mù là có nghĩa là không có dây điện test hoặc là ghim điện vô nó không chạy á anh. Là bắn mù nha. Mù 17 em chốt cho anh Hồng Hải à. Đúng không? Xem kỹ rồi coi. Đúng rồi. Comment cho anh Nguyễn Thanh Sa. Con này Trung Quốc xuất Nhật nha, con này 200k nha, khoan một tiền nha. 200k nha, 200k nha, mã khoan 200 nha. Ờ máy cắt gạch hình như là em có anh, nhưng mà đợi em lên từ từ nha, anh thông cảm giùm. 200k nha, mã khoan 200. Mã khoan 200 nha. Mua điện thoại mới cho vợ. Cái máy em sửa 4 lần rồi đó mà em chưa có tiền mua máy mới. Mọi máy bàn á, ngoài đâu có máy bàn hả? Máy cắt sắt bàn á hả? Máy cắt sắt bàn em hết rồi nha. Khoan 200 hả ngoài? Khoan 200. Chứ anh làm điện thoại nó thấy rõ mà nó mù. Bảo khoan 200 em chốt cho anh ca si ha. Mù có nghĩa là đồ bán mù á nha. Đồ bán mù á.
Nó không biết còn để số điện thoại em này không ta. Cái con này nó không có cái lam. Con này nó không có cái lam. Tơi 17 rồi phải không? Quá đẹp mà nó không có cái lam. Con này hẻo hi tai chi luôn. Con này lỗi 350. Còn cái giấy nữa đâu hết. 1330W. Con này em bán với giá là 500k nha, 500k nha, lên mã. Mã thiếu 500 nha, thiếu xích nha. Mã thiếu 500 nha, con này to lắm nha. Cắt sắt cầm tay có phải không ạ? Có anh. Cắt sắt cầm tay có, đợi em chút xíu nha anh. 500k nha, mã thiếu 500 nha, mã thiếu 500 nha, thiếu xích nha. Giờ mình mua xích mình gắn vô là ok nha. Anh Chí Thanh Nguyễn ơi, comment anh đọc không tại bên phòng quậy với anh Chí Thanh Nguyễn. 500k nha. Em đọc comment không kịp, bên còn quậy nữa. 500k mã thiếu 500. Này quá mà thiếu 500 em chốt trên Long Thiên Hoàng. Mấy mày hãy đầu đi shop ơi. Mấy cách chặt tới đâu mà thôi dùm giờ mà không thấy có mà giờ không biết nằm ở đâu, trốn đâu. Dạ khoan bê tông em có nha. Không ơi, tâm em có hả? Em hứa với anh là hôm qua là em test thử cái máy khoan, cái máy đò đục bê tông 30 ly, nhưng mà hôm nay em quá đuối rồi, anh thông cảm giùm nha. Có cái đơn hàng mà hôm nay em chưa chốt, ngày mai em sẽ chốt tiếp nha. Con này à, hai cái này nó hơi mắc cái nắp chụp thôi nha. Trời ơi, Nguyễn Thiện à. Con này em bán cho 450 nha, 450 nha, mã thiếu 45 nha. 450 nha, nó bị thiếu hai nắp chụp mà nó chạy bình thường nha. Đồng nghiệp anh Nguyễn Thiện, anh kiếm cái khoan 17 trăm thì em nói chốt không cần. Dạ dạ, để em tìm nữa cho anh. Chốt mã không được hả anh cứ chấm chấm bài giúp em đi anh, chấm bài thường xuyên đi, không bị ảnh comment của mình nè. 450 nha, mã thiếu 45 nha. Nó thiếu hai cái nắp chụp hay là dưới nó bị hơi bị cong cong, mấy cái này là do vận chuyển về mình nắng lại nha. Mã thiếu 45 em chốt cho anh cu mắm. Cu mâm. Anh vui lòng để lên số điện thoại giúp em nha. Ờ vậy em có chốt không vậy anh? Gần Tết bán cho anh em. Anh cu mắm anh có chốt không ạ? Anh có chốt thì anh để lên số điện thoại giúp em nha. Anh có xả thì bỏ rồi anh không lấy. Dạ ok anh ạ. Chạy em ngu. Mã thiếu 45 em chốt cho anh Thanh Nguyễn Văn. Quá trời củi rồi nè, củi gì đâu không à. Em chốt phan bê tông, em ơi cho anh xem. Phan bê tông đúng không anh? Chốt luôn. Hả, lắp điện nước nhé. Cần khoan anh chốt khoan bê tông em ơi cho anh xem, anh chốt luôn á, đang cần khoan cho thợ lắp điện nước. Khoan bê tông hả? Chào anh Minh Toàn. Dạ không có mấy hàng nha anh Long mặt sẹo lai mà tụt quần. Ngày mai chắc đi mua quần mới, có giám đốc bị kêu diêu hoài, giám đốc bị kêu diêu hoài nha. Máy hè em không có ạ. Lên con máy pin trên giá đi. Anh Hồng Hải comment gì thì cứ nhắn vào hàng si gửi giúp em nha anh. Tại cái điện thoại đó anh nhắn tin là em đang like á, nên cưa xích, nên em không trả lời anh được, chứ em không có tin nhắn anh được luôn á. Không thấy mà kêu Minh Toàn là sao. Ờ anh này là anh Minh Toàn 2 nha anh. Anh Minh Toàn 2 hello nè. Sắp kiếm giùm cưa xích điện nhé. Dạ đếm lên từ từ nha. Có anh Minh Toàn 2 á anh, chứ không phải là anh Minh Toàn 1. Hiệu Makita nha, hoạt động bình thường nha, khoan 1 chiều nha. Con này là 208 nha, còn mới lắm nha.
280 nha, mã OK 28 nha. 280 mã OK 28 nha. 280 mã OK 28. Trời ơi, cái điện thoại này chứ. Dục cái điện thoại luôn á. Nó cứ tắt cứ mở hoài. Mã OK 28 em chốt cho anh Nguyễn Viết Thủy. Anh Nguyễn Viết Thủy vui lòng để nó xin thủy cho anh Nguyễn Viết Thủy. Đừng may. Anh đừng có nhắc ma nha anh Long Thiên Hoàng. Làm như nó bị than, nó bị chạy không nổi nha, bị dính than hay gì nha. Con này 170 nha, 170 nha, mã lỗi 17 nha, tình trạng nó vậy đó nha, 170 nha, mã lỗi 17 nha, mã lỗi 17 nha, 170 mã lỗi 17. Dình mua phan bê tông ha anh. Củi đi, củi từ từ nha anh. 170 nha, mã lỗi 17 nha. Tình trạng nó chạy không nổi nha. Không biết nó bị kẹt than hay nó bị gì nha. 170. Điện thoại người ta mà mua chèn. Mã lỗi 17. Lên vít điện. Có khoan bê tông không? Khoan bê tông có anh Hòa. Khoan bê tông mới giờ khách hỏi. Chốt cái điện thoại. Đây nha, cái này con khoan bê tông nè, con này là cái anh nào tìm hồi nãy điện nước nha, mà em không có bán riêng cho anh nha, em để là chốt trên like nha. Anh yêu cầu em lấy đồ mà em vẫn đi kiếm cho anh nha, mà chẳng để chốt chung với nhau nha, chứ không ưu tiên cho ai. Anh Nguyễn Viết Thủy vui lòng để lên số điện thoại giúp em nha. Cọc là chuyển khoản giúp em nha anh. Cọc chuyển khoản giúp em ạ. Đây nha, con này là đúng đã luôn nha. Cái này khoan bê tông nha, hàng lọc nha. Nói chung là trên live em không có để chừa cho ai được chứ. Nguyên ti nha. Mấy anh cứ lên mã đi, đúng mã là em chốt rồi chứ em không có để cho anh thông cảm gì nha. Con này em bán với giá là máy còn quá đẹp nha, hiệu Nguyên ti nha. Con này là 1 triệu nha, 1 triệu nha, lên mã. Lên mã thùng 1 triệu nha, mã thùng 1 triệu. Cái này là 1 triệu nha, mã thùng 1 triệu nha. Máy còn đẹp lắm nha. Khoan bê tông nha. Thùng 1 triệu nha. Mã thùng nha, thùng 1 triệu nha. Thùng 1 triệu nha, con này còn mới lắm nha. Thùng 1. Mã thùng. Vậy là ai đúng đây? Một người thì mã thùng 1, một người thì mã thùng 1.000. Thùng 1 triệu, khoan bê tông. Mã thùng 1 triệu là đúng không? Đúng nào. Nè, thì ai thùng ai một. Trên dưới đi, sai thùng. Sai chính tả là vẫn được. Không, nhưng mà anh Hồng Hải đây chút là thùng 1. Hộp là sai rồi đó. Thùng hộp 1, thùng 1.000. Mã thùng 1.000, mã thùng 1. Thùng 1.000 là cũng như 1 triệu rồi. Đúng mà. Mã thùng 1. Khoan để coi nếu như gì là cái mã thùng này là đúng không? Đúng không? Mã thùng 1 triệu em chốt cho anh Vận Tải Ngọc Dương. Anh Vận Tải Ngọc Dương vui lòng để số điện thoại giúp em nha. Mã thùng 1 triệu mới đúng nha anh. 1 triệu. Nói chung là nói chung là trước khi em chốt đơn cho mấy anh á, em cứ dò đi dò lại hoài. Em sợ kiếm dữ lắm nha, sợ lộn nha. Em sợ lộn mã mấy anh á, tội nghiệp mấy anh. Mấy anh canh mua đồ mà, nhưng mà em chốt sai thì tội nghiệp mấy anh á. Anh Vận Tải Ngọc Dương vui lòng để lấy số điện thoại giúp em nha anh. Cảm ơn anh Vận Tải Ngọc Dương ạ. Bị
ghi có ai tế không dự bị cho ảnh đây để nói chung là mấy anh á, mấy anh có hỏi trên live, nhưng mà hỏi em lên mã ai trước là em đi tìm đồ lên thôi nha, cũng chốt chung với nhau nha, chứ không có ưu tiên cho ai nha, công bằng nha, ai cũng thấp nha, tại vì mình không có làm gì được, bán trên live là mở thùng 1 triệu như bị cho anh Hồng Hải hả? Anh Hồ Quyết Thị, anh Nguyễn Quyết Thị vui lòng để số điện thoại giúp em nha, anh Hồ Quyết Thị, anh Nguyễn Quyết Thị, em xin lỗi. Nói chung bán hàng online này là ai mạng mạnh là ok nha. Nói chung là bên máy mấy anh đó. Thì do mạng nhà mạng nha, chứ không có... Có khi anh mấy anh thấy mấy anh ở bên, mấy anh là chốt trước, là máy chủ bên đây là mấy anh sao. Nói chung là em... Mạng ai mạnh là người đó trước rồi nha. Trước khi em chốt đơn mấy anh á, em có nhìn... Em dò rất kỹ. Em dò rất kỹ, em sợ ấy. Rồi hả, cứ đi. Hàng trên live nó vui là nó vui vậy đó. Đấy, nói chung là giờ vậy nè, mấy anh cứ kêu kiếm đồ cho mấy anh. Giờ em mấy anh lên. Em dẫn lên nha. Bây giờ là mấy anh kêu chừa cho mấy anh sao mà em chừa được. Trời ơi, comment nó chạy kiểu này sao em đọc được trời. Dạ không được, em không làm gì được. Em không làm mà cho nhường cho ai trước được hết trơn. Thì cũng không có hỏi gì nữa. Tại vì khi mà em lên mã rồi khách chốt trước. Em phải chốt, bắt buộc em phải chốt cho khách rồi. Đây cái này là khoan đục bê tông. Ý giờ cái này không phải khoan, cái này là đục bê tông nha. Hiệu Hitachi nha. Con này cũng còn rất đẹp nha. Con này em bán với giá là lên cái máy cưa gỗ lưỡi 180 800k nha, lên mã ok 800k. Ok, anh Vận Tải Ngọc Dương à, 800k nha, lên mã, mã ok, đọc vừa ok luôn á, rồi đúng mã luôn. anh nắm mắt tình hình thế này vậy anh Nam Đặng. Đọc là thêm ok. Anh Nam Đặng, em chốt mã ok 800 cho anh Nam Đặng à. Anh Nam Đặng vui lòng để lấy số điện thoại giúp em nha. Anh chơi đọc vừa ok cái đó. Nói chung là hai đứa em làm không có kịp, rồi có gì sơ suất thì mấy anh thông cảm giùm em nha. Nói chung giờ anh đang ghi đơn gì nè, em không đọc comment được. Rồi mấy anh trách em nói sao mà không tại đọc comment. Buồn đó mấy anh, tại vì có hai đứa comment chạy lẹ quá rồi đâu có ấy kịp đâu. Cảm ơn anh Nam Đặng ạ. Em thì chỉ việc em biết em lấy đồ thôi chứ. Cái đầu óc em giờ đi vô đây một cái nữa là nó lâu dữ lắm mới lên được món có đồ. Có kiếm không Vinh mà? Dạ có nha anh. Để em lên cái con cưa này, cái em lên cái cưa kiếm. Cái này hiệu Makita, con này bị thiếu cái xích nha. Dạ ok anh Nguyễn Hà. Con này em bán với giá là 480 nha, mã thiếu 48 nha. 480 mã thiếu 48. Mã thiếu 48 nha. Anh Lâm Thiên Hòa nói không thông cảm được không? Thằng dân. Nó có số điện thoại mảnh đưa lên đó luôn rồi đó. Hả? Dạ số điện thoại đó là số điện thoại của em anh, nhưng mà hiện tại thì em đang live, mấy anh có gọi cho em thì em không có thể nào mà nghe điện thoại của anh được, với anh thông cảm nha. Mã thiếu 48 em chốt trên Lê Việt Long ạ. Ôi giờ em nói ok mấy lần rồi mà anh Vận Tải Ngọc Dương. Em nói ok á mà, nhưng mà chắc là tại do máy nó bị gì á cho nên không có nghe được á anh. Chứ nó giờ em ok anh 2 lần rồi đó. Chờ anh Trần Thắng mà. Có DE không?
DE là gì? DE là gì anh? DE là gì anh? Thử lại mấy phút rồi. Ờ mấy phút. Đợi lên số điện thoại giúp shop nha. Con này cưa kiếm nha, mà có chỉnh đều tóc luôn nha. Nè cái nút chỉnh ở đây là vàng vàng đây nha. Con này hiệu Hitachi nha. Con này cũng còn đẹp lộng lẫy nha. Cảm ơn Lê Việt không? Đẹp hết sảy con bà bảy luôn nha. Con này em bán với giá là 800k nha. 800k nha. Lên mã OK 800 nha. Dạ em có để số điện thoại em dưới bài ghim Thịnh Quốc á anh. Dưới bài ghim Thịnh Quốc nha. Mã OK 800 nha. Mã OK 800. 800k nha, cưa kiếm nha, anh nào tìm đó nha. Ở dưới màn hình là ghim bài ghim Thịnh Quốc là sử dụng điện 110 đó, là em có ghim số điện thoại của em á. Tất cả đồ điện bên em là xài điện 110 cho mấy anh. OK 28 anh mà. Mà OK 800. Cái đó là OK 28 cái nào á. OK 28 là không có lên gì OK 28 rồi. Chắc lâu rồi, chắc mẹ nó bị nhớ. Vậy tôi em tạm hết nha anh Phùng với anh Đại. Thấy số đâu? Dạ có số dưới bài ghim Thịnh Quốc ở dưới cuối màn hình đó anh. Ở dưới bài ghim Thịnh Quốc á, sử dụng điện 110 để cọc chuyển khoản đi đơn. Dạ có số điện thoại của em nhờ Zalo của em luôn á. Máy mài đi, dạ đợi em chút xíu nha. Hôm nay nói chuyện không nổi luôn. Trời ơi em xin lỗi mọi người nha, em nghe điện thoại không có được. Tại cái điện thoại mà mọi người gọi cho em là điện thoại đó em đang like á, cho nên em bắt máy không được, nên anh thông cảm giùm nha. Thang bê tông điện 220 chiếc shop. Dạ không có anh Vận Tải Ngọc Dương. Hàng điện bên em là sử dụng chỉ sử dụng điện 110 thôi nha. Dạ không có máy phát điện anh Tùng Hữu. Coi cưa xích dài bao nhiêu vậy em? Cưa xích dài bao nhiêu anh Ngọc? Coi cái thông số. Thông số là đã này lắm rồi. 270 mm phải không? Dạ 270 nha anh. Không phải bơ anh ơi, tại công việc quá nhiều cho nên em quậy quá, tới giờ mà em chưa được ăn cơm nữa đó. Mua điện thoại thêm chị ơi, tiền đâu mà mua vậy. Máy mài Makita pin chị anh Thanh Hà Trần, chị anh Tấn Nghiêm, chị anh Nguyễn Hữu Sơn. Em chào tất cả mọi người nha. Cái này sao mà em test thì nó chạy một chiều nha, còn mà em bật quá chiều bên kia thì nó không chạy, không biết là nó không ăn điện hay là nguyên nhân sao nha. Con này em không biết nha, con này em bán tình trạng nó lỗi em báo rồi đó nha. Con này 12V hiệu nay xì đồ, một máy hai pin một sạc. Bộ này là 500k nha, 500k nha, lên mã hộp 500 nha. Tình trạng là máy chạy nha, mà một bên một chiều thì chạy, một bên thì sao mà nó không chạy, không biết nó bị ten hay là nó bị không ăn điện nha. 500k nha, một máy hai pin một sạc nha. Sạc không có dây luôn nha. Sạc không có dây nha, bị đứt dây rồi. Sạc không có dây. Máy gì mà? Mở hộp 500. Mở hộp 500 nha. Tại vì em có bán cái cục chuyển nguồn điện từ chuyển điện từ điện 220 xuống điện 110 đó anh, nếu anh có sử dụng được thì cục chuyển nguồn đó là em bán là 200k anh. Nếu anh mua được thì anh OK, còn không được thì em xả cho anh nha. Đúng rồi, sử dụng điện 110 nha, tất cả đồ điện bên em là sử dụng điện 110 hết à. Vậy là anh lấy đúng không anh? Anh lấy bộ chuyển nguồn đúng không anh? Bây giờ mấy anh có lấy bộ chuyên nguồn á, anh Hải có lấy bộ chuyên nguồn, khi nào mà chốt đơn anh nhớ nhắc giùm em nghe, tại em hay quên. Máy tỉa cành dùng pin có không à? Nó có một con rồi mà nó không có cục pin. Nó có một con nhưng không có pin nha.
con này lỗi cò luôn à, sao ghim vô không bóp mà nó cũng chạy nữa nha. Không có bóp cò mà nó cũng chạy nữa nha, nó bị thiếu dây điện nha. Con này em bán lỗi cho nha, 300k nha. 300k nha, mã lỗi 300 nha. Mã lỗi 300 mà 300k mã lỗi 300. Ghim nó chạy nha, mà cái cò em không bóp mà sao nó cũng chạy nữa nha. Chắc là bị cái gì trong đó. Bị thằng kinh tỏ. 300k nha, mã lỗi 300 nha. Máy còn cũng ngon lành nha. Mã lỗi 300 em chốt cho anh Tuấn lên. Anh Tuấn lên vui lòng để lấy số điện thoại giúp em. Mấy anh Tuấn lên. Anh lưu ý nha, tình trạng máy lỗi phải sát mùi là em có báo rõ trên đây rồi nha. Dạ ok, Lê Quang Thịnh ạ. Bán mù bán sát là không bao sống bao chạy nha. Còn bán lỗi là trong cái bộ phận cái máy này là nó bị lỗi bất cứ một cái gì nha. Đó, dạ. Như cái trường hợp này là nó lỗi cò là em báo lỗi cò nha. Em ghim điện như nó chạy mà cái cò nó không bớt mà nó vẫn chạy nha. Là cái như cái máy hoạt động bình thường mà có lỗi cò thôi nha. Cảm ơn anh Tuấn Lê ạ. Anh Vận Tải Ngọc Dương lấy con đó đúng không anh? Anh lấy con đó thì anh ok giúp em, nếu không thì anh xả thì em chốt cho khách nha anh. Máy gì vậy? Cái này là máy cắt gạch nha. Máy cắt gạch nha, đây còn con nữa nè. Dạ để em lên mấy cái máy mài cho mấy anh lựa nha. Chờ chờ một tí thôi anh ơi. Có máy cắt cầm như là máy cầm như tạm hết rồi. Cái này là máy gì nhưng mà cái này máy cắt gạch. Máy cắt gạch nha anh, cái này máy cắt gạch nữa nha. Rồi con này nữa nha. Con này em bán mù nha, con này không có dây điện ghim nha. Con này cũng 300k nha, 300k nha, mã sát 300 nha. Em lên mã sát rồi cho đừng có trùng mã với cái mã đó nha. Mà bán mù nha, bán mù mà em lên mã sát nha, 300k nha. Mã sát 300. Bây giờ là em lên mã nào em báo giá mã đó nha mấy anh, chứ em ba không báo giá trước được. Tại thì mã nào em lên mã là em lên giá luôn nha anh. Có máy cắt gỗ lời lớn. Dạ có nha anh biết phan. Mã sát 300 nha. Cái này cũng hẹo, cũng một hẹo biết cái đó luôn nha. Nói chung là em nhắc nhở mấy anh gì nè, bộ chuyển nguồn á mấy anh gì, mấy anh kiểm tra dòng điện trước khi mấy anh sử dụng nha. Nó có cái nút bên hông chỉnh á, mình đo điện. Mình đo điện trước khi mình sử dụng nên nha. Cưa xích có lỗi. Có lỗi. 300k nha, mã sát 300 nha. Còn máy cắt cành không ạ? Có anh nào chốt con đó thì chốt thêm con này nha, về chứ mình mã sát 300 em chốt cho anh Lê Việt Long. Lắp qua lắp lại nha, là tính thừ luôn nha. Hoặc là khi mà hên xui nữa, cái này là tỷ lệ sống nữa nha. Tại vì em không có cái test nữa nha, nó đứt dây điện á. Xem tỉa cành dùng pin nha anh Hoàng. Tỉa cành dùng pin nó có một cây mà nó không có pin. Chị em nói lên đi, có gì bán cho tôi sợ. Xem được thì ta mua được thôi. Chào anh Nguyễn Bảo Hoa. Chào anh Cao Huy, Cao Huy cho xem bộ chuyển nguồn tôi chốt máy cắt gỗ hay cắt gạch vậy. Máy nó máy cắt gạch hay máy cắt gỗ? Cắt gạch nha anh, cắt gạch. Dạ máy cắt gạch nha anh Tuấn Lê. Cái máy của anh chốt là máy cắt gạch nha anh. Em là giọng thánh thót rồi, hôm nay là em muốn đau luôn đó. Điện rồi còn xài được không? Đâu có đâu. Vậy á. Mẹ quỷ hộ đi. Dạ ok anh Tuấn Lê à. Dạ bộ chuyển nguồn đây à. Có cái đồ chỉnh luôn nè. Nhưng mà trước khi mấy anh sử dụng thì mấy anh thấy đâu không nhận lên trời. Người ta đang quảng cáo mọi người luôn cắt. Dạ đây là bộ chuyển nguồn nha. Chuyển từ điện 2.2 xuống điện 110. Có cái nút chỉnh luôn á. Có nấm chỉnh dòng điện nha. Mà mình phải đo nha chứ không phải mấy anh cứ nha. Đo dòng điện trước mấy anh sử dụng nha. Mấy anh không đo trước có khi là nó cái mùi khét. Đó nó gì vậy? Ờ dạ ok anh. Cái này là đồ của Việt Nam mình nha chứ không phải đồ bãi nha mấy anh. Chào Dung Dung nha. Chào Dung Dung Tâm Nông. Cắt gỗ loại lớn à. Dạ để em lên cắt gỗ loại lớn nha. Máy mày thắng không? Máy mày có thắng không? Máy mày có thắng hiếm lắm anh ơi. Đây con này là 450 nha, hiệu Hitachi nha, hoạt động bình thường nha. 450 nha. 450 nha, bên mã cưa 45 nha, mã cưa 45 nha. 450 lên mã cưa 45 nha. Mã cưa 45.
Chợ thấy anh nghe anh Dung lơi. Em thấy bình luận của anh chứ em không có thấy anh. Mùi thơm đặc trưng lắm, nghe dưới truyền hơn cỏ Mỹ. Nói gì là biết được. Mã cưa 45 nha, mã cưa còn. Nói gì là biết rồi đó nghe anh Long Thiên Hoàng. Hàng này là Trung Quốc xuất Nhật nha. Cũng còn đẹp lắm nha. Con này là 300k nha. 300k nha, lên mã cắt 300 nha, mã cắt 300 nha. 300k lên mã cắt 300. Mã cắt 300 nha, 300k mã cắt 300 ạ. Máy phay gỗ có không em? Dạ máy phay gỗ không thấy nha. Máy phay gỗ chưa thấy anh Dung Lê. Chưa thấy em. Chốt bà chủ. Chốt bà chủ về uống mắm hay làm gì anh? Lên máy cưa loại lớn á. Máy cưa lớn. Củi đi, củi đi. Mà cắt 300 hết quà. Mà cắt 300 em chốt trên sơn chiều. Củi nhỏ thôi. Củi nhỏ không có nha, có củi lớn. Có tời điện em không có nha anh. Anh muốn xem tời điện đúng không? Tời điện thì em không có phan quạt. Lên phan bê tông to. Dạ đợi em chút xíu nha. Anh Dung lời tặng qua cho em trong quạt. Cái này cái lưỡi tầm 35 đến 38 nha. Nha, lên mã ok 85 nha. Ngoại hình nó vậy này nha. Nặng lắm nha, to nặng lắm nha. 850 nha, mã ok 85. Mã ok 85 nghe giá là 850k. Nó giống giống cái hàng Makita. Ship em shop em ship toàn quốc luôn nha anh Hoàng Lô Văn. 850 nha, mã ok 85. Tại vì buổi tối em like tối rồi cái em like tối rồi cái em mệt quá em không có tiếp lay đòn được á anh. Chào chú Thiên Quỳnh Quang ạ. À. Hôm nay chú Thiên Quỳnh Quang vô trễ. 850 nha, mã ok 85. Anh Dung Lê chủ yếu vô đây là đồ nhỏ thế em à. 350ml nha, hiệu Makita nha. Hiệu Makita nha, con này nó bị vỡ cái đây một tí rồi vận chuyển nha, cái miếng bảo vệ này nha nè. Mà không có sao nha, không có ảnh hưởng gì nha nè. Miếng mỏng nhựa này nha, cái miếng nhựa nha, còn bên máy nó không có gì nha. Rồi con này cái tay cầm nó cũng bị hơi bị nứt nhẹ đó nha, nè tay cầm đây nè nha. Thôi con này bắt. Sợi dây ngồi không có xài vẫn bình thường nha, nắm xài bình thường nha. Chỉ là lỗi thôi nha. Con này là em bán với giá là 250 thôi, 250 nha, 250 nha, mã lỗi 25 nha, hoạt động bình thường nha. 250 mã lỗi 25. Tình trạng lỗi là em báo hết rồi đó nha. 250 mã lỗi 25, hoạt động bình thường. Mã lỗi 25 nha, 250k mã lỗi 25 ạ. Chào anh Nguyễn Trọng Bình, chào anh Nguyễn Thanh Hoàng Quy. Chào anh Phong Hồ.
Dạ anh Khánh ơi. Chào anh Minh Tùng. Lên sờ gió, còn sờ gió anh mà. Còn sờ gió không? Này cốt nó cứng ngắc rồi. Để là nghiên cứu đi. Còn sờ gió, rồi sờ gió cho chú coi đi. Dạ còn con kim khúc gỗ nhỏ nhỏ tỉa cành bằng pin cho anh Hòa còn không. Con này bị thiếu chui nha, tỉa cành pin nó lấy con bị bể cái nhựa bên này nè, không sao nha. Nó cái gì cánh bướm đó mà nó bị ấy một bên á. Nè. Nó bị bể một bên đây nè. Hoạt động bình thường nha. Con này ngoại hình đó nha, con này là 480 nha, 480 nha, lên mã. Lên mã lỗi 48 nha, lỗi là lỗi bị và ấy cái công tắc đó nha. Máy ốp gạch không có hên quà. Không. Máy ốp gạch em không có 480 nha, bị thiếu chui luôn nha. 480 nha, mã lỗi 48 nha. Mã lỗi 48. Mã lỗi 48 nha. Bà cho số ông chủ đi, bà không cho, bà cho số bà chủ có biết cái gì đâu mà tư vấn. 480 nha, mã lỗi 48. Mã lỗi 48 con chốt cho chú Thiên Quỳnh Quang ạ. À. Mà lỗi không? Dạ không phải máy hút bụi nha anh Cường Nguyễn, máy đó là máy sò gió anh. Con này 14 won nha, con này không có pin nha. Con này bị gãy cái tay sách tới đây rồi nha, con này bán cho 300k nha. 300k nha, nó còn mới lắm nha. 14 won. 300k nó bị gãy cái tay cầm đây nè, xài pin nha. 300k nha, mã màu 300 nha, bán màu nha. Mã màu 300. Dạ. Yeah. Lên cái máy cưa gỗ dĩa với dĩa 185. 300k nha, mã màu 300. Mã màu 300 nha. Có súng bắn điện, có súng bắn điện không ạ? Dạ không có súng bắn điện. Lên cưa, lên cưa đĩa 185 đi. Anh Tâm Lê Văn Lê ơi, cái mã đó là mã màu 300, anh có lấy Nokia giúp em nha, anh để lấy số điện thoại giúp em nha anh Tâm Lê Văn Lê Văn Tâm. Mã màu 300. À, Sơn chịu sử dụng điện là 100 110 nha anh, nếu như anh là không bao sống bao chạy nha. Nếu như anh Sơn chịu anh muốn sử dụng điện 110 là anh phải mua bộ chuyển nguồn hoặc là sử dụng ổng áp nha anh. Đây cái con này là lưỡi 180 đến 190 nha, là nó nằm kẽ giữa nha, 185 nha. Dạ ok anh Tâm Lê Văn Tâm ạ. À. Cưa to sau lưng sai bao nhiêu vậy? Dạ cái con nãy em test là sai tầm 35 đến 38 nha anh. Em không có cái thước đo nó mà em đo gan á là nó hơi hộc hộc hai gan một chút. Bên cái shop bên em là ngày mai em gọi chốt đơn nha, là cọc chuyển khoản em mới đi đơn nha anh. Còn anh mấy anh cọc chuyển khoản đủ là bên em hai anh em mình cưa tại vì thường thường là 3 giờ ship nha.
3 giờ là shipper là lấy hàng rồi. 3 giờ là có một chiến xe nha, chiến xe lên gom hàng á, mỗi anh có cọc là tranh thủ cọc cho mấy anh em đóng hàng là đi hàng cho mấy anh nha. Nó sẽ qua ngày mai thêm một ngày. Là phải nằm lại thêm ngày mai nha. Xem lại con cưa to anh. Dạ dạ để em lên con này lưỡi 180 đến 190 rồi nha. Hiệu Hitachi hoạt động bình thường nha. Đây ngoại hình nó như vậy đây. Hiệu Hitachi hoạt động bình thường. Con này em bán với giá là 450 nha. 450 nha, mã cưa. Ồ, hàng của anh hôm nay là đi rồi nha anh Hinh ơi. Mấy cái hàng nào hôm nay khách cọc là mình đi rồi hết ạ. Mấy anh cọc là hàng đi, cọc là hàng đi á nha. Cọc là em đóng hàng đi chứ để nó chặt chỗ gì. 450 nha, mã cưa 45 nha. Cái xác của anh còn nha anh Dung lên. Em còn giữ à, cái xác anh còn, anh hỏi cái xác thì ghê quá à. Anh mã cưa 45 em chốt kinh Lý Văn Nguyên, anh Lý Văn Nguyên vui lòng để số điện thoại với em anh Lý Văn Nguyên. Đọc comment tiếp luôn nè. Kiếm máy mài 720 quá tăng 6 số, cái đó hơi hiếm mà. Cái vụ mà tăng giảm tốc này khó kiếm lắm, mà là không có luôn chứ. Hên dữ lắm nó mới lọt đường con. Tỷ lệ hên nó thấp. Đây nha anh, cái con cưa hồi nãy em có test nó chạy rồi đó nha anh. Cảm ơn Lý Văn Nguyên ạ. Đây nè em đo nhắm chân nha nè, một gan nè. Đó nó tầm là 35 đến 38 xăng nha. Máy chạy im gu luôn nha. Cái sau lưng kìa anh. Sau lưng thì của Hitachi nha, còn cái này làm như ký hiệu này là của Makita hay nha. Ồ dạ ok anh Sơn chiều ạ. Cái sau lưng này nó nhỏ hơn tí. Bán 800. Lên thang bê tông lớn anh Hoàng. Con này nó bị đứt cái chui tuốt rồi. Con này anh có, con này là giá 800 nha, con này nhỏ hơn nó một tí nha. Con này lưỡi tầm 30 nha. Ba mấy lưỡi tầm 30 đến 35 nha, con này nha. 36, 136 ml nha. Hiệu Hitachi con này. Con này là 800k nha. Chờ anh Võ Hiếu. Anh có chốt thì anh chốt đi, anh để lại số điện thoại đi rồi ngày mai em tắt cái đầu dây này ra rồi em test cho anh nha. Test nha, 800k là em bán cái giá là hoạt động bình thường nha. Đây ngoại hình nó gì nha. Đúng rồi em, với phần bình luận em có ghi là sử dụng điện 100-110 nha mọi người. Mọi người chú ý cái điều đó giúp em. Con này cái đế nó còn mới luôn. 800k nha, 800k nha, lên mã ok 800 đi nha. Mã ok 800. Em viết bằng tay phải nha anh, tại vì trong điện thoại mấy anh thấy gì thôi, nhưng mà ở ngoài là em viết bằng tay phải chứ không phải viết bằng tay trái nha. Con này hoạt động bình thường nha, hiệu Shin Daiwa nha, con này có thế. Con này ngoại hình nó như vậy nè nha. Dạ đúng rồi anh.
Con này em bán với giá là 470 nha. Để em lên từ từ nha anh Tị. 470 nha. Theo dõi ra giúp em. 470 nha. Nên mã OK 47 nha. Hiệu xin đây qua nha. Máy cắt gạch nha. 470 lên mã OK 47 nha. Tại vì em làm không kịp á, anh có hai đứa làm. Dây điện nó bị văng băng keo lên tí nha. Thầy gọi ra giúp em nha. Dạ. 470 mã OK 47. Dạ dạ dạ. Dạ anh gì? Quăng hai phan, anh quăng hai phan, anh chốt cái OK 800 để cái số điện thoại đi rồi ngày mai em test anh gửi video cho anh nha. Quăng hai phan là khách cũ. OK 47. OK 47 em chốt cho anh Hinh Lê. Mã OK 800 của người chốt thì nha anh. Anh có chốt thêm thì anh cứ để lại số điện thoại nha anh. Anh chốt con kia đi to hơn tí đó anh. OK 800 gửi nha anh. Cái kia thì OK 800 gửi. OK 85. Nói chung là mấy anh cứ kết bạn Zalo đi, có gì sau like em sẽ đồng ý kết bạn nha. OK. Kết bạn Zalo đi rồi mấy anh cần gì em gửi video test rồi cho qua mấy anh xem nha. Rồi OK 47 nữa như nhưng mà. OK anh. Cái này là nó để hình như lưỡi đâu. Anh đọc anh chút đơn nhưng mà cái này lưỡi hình như là lưỡi 18 á nha anh, lưỡi 18 á nha, nó để 180 ml nè. Mà cái chỗ con số 1 em nghi nghi số 1 thôi chứ nó chỗ nó hơi bị chốc rồi, cái em đậu đậu cái gì đó thì hiện nó tầm 180 chứ đâu có 80 được. OK 850 nè. OK 85 là anh Văn Hai Phan. Có cây nào mở bù lông điện? Motor có motor bà pha dạ không có nghe anh già sai Yên Khánh. Cái này anh Hình Lê nè. Hình Lê đúng rồi, còn cái này OK 800, còn kia OK 85. Đúng không? OK 800 là cái máy cưa. Đúng không? Chưa? Có ảnh thích cũ. Con này hiệu Ryobi nha, hoạt động bình thường nha, khoan một chiều nha. Con này là 200k nha, 200k nha. Lên mã OK 200, 200k lên mã OK 200 nha. Mã OK 200. Dạ hàng điện em không có nha. Em không có hàng điện nha. Dạ, mấy hàng em không có nha. OK 200 em chốt cho anh Hinh Lê ạ. Cưa lóc có không à? Cưa lóc là cưa xích. Dạ đúng rồi anh. OK 85 là cái cưa to đó anh. OK 85 cưa to nha anh, còn cái cưa nhỏ là 800 nha anh. Lâu lâu lên không pin cái nhưng mà kẹt cái đó rồi sao vậy. Cái con này hồi nãy chạy thôi rồi mất mát. Giật mấy con có pin qua cái kia á, này mấy con này có pin á, này không có điện cái gì đâu, vừa xích điện rồi. Ông làm nhảy điện cái đẳng cái gì rồi Yên Bơ, xích điện cái gì Yên Bơ, Yên Bơ coi xích cái ổ áp coi vừa xích điện hết giờ vậy. Dây điện không có tiệm á, thôi mà không có điện rồi nè vậy. Chui cái gì vậy? Rồi có rồi, có rồi. Anh nói hư rồi bắn sát đi kìa. Không có hư rồi nãy nó không chạy. Ê nãy nó chạy mà.
lâu lâu mới có nói lời nó có lòng người khiêng ra ngoài ngoài không trời ơi bắt ngoài hay dạ khiêng trời tao mệt quá rất còn chơi rất còn chơi khiêng để khiêng với mấy cái đống này ra nên hợp đi sơ chờ anh tắt được ạ. Khoan màu trắng, khoan pin bao nhiêu em? Lên phần 4. Dạ nói chung là em sẽ lên từ từ nha mọi người. Chú ý xem like giúp em ạ. Để em lên từ từ. Game điện đó, hồi nãy nó chạy mà sao giờ game không chạy nha. 240 nha, mã màu 24 nha. Mình đang 240 nha, mã màu 24 nha. Đang cầm gì vậy em? Và cái con đó là con gì? Mã màu 24 nha, cái này là vít á, mình bật công tắc mình nhận là nó chạy mà sao hồi nãy nó chạy rồi sao giờ nó nghỉ chạy rồi. Mã màu luôn, 240 nha, mã màu 24 nha. Mã màu 24. Màu 24 em cho anh Thanh Nguyễn nha. Bán mù bán sát là không bao sống bao chạy nha mấy anh. Mua cây này là anh chắc ăn luôn, hồi nãy em test thử lần đầu, em test thử là nó chạy á. Nãy chạy thì thôi giờ mất mát nè. Nặng lắm Dương Ba ơi. Em ăn đem đi từ từ chứ. Con này 7V2 nha, bán mù nha. Tại cái pin nằm trong mình không có chỗ test nha, bán mù nha, mà cốt còn xây nha. Cốt còn xây nha mấy anh, con này 7V2 nha. Cái hiệu gì thì em không biết nha. Con này là 180 nha, 180 nha, mã mù 18 nha. 180 nha, mã mù 18 nha. Mã mù 18 nha, 180. Có máy cắt sắt không? Dạ có máy cắt cầm tay nha. Em có máy cắt sắt cầm tay nha. Con này 12V nha, hoạt động bình thường nha, hiệu này xì nồn nha, hoạt động bình thường nha, con này máy dít nha, 12V, máy hoạt động bình thường nha, pin là em bắn mù nha, con này là 300k nha, 300k nha, mã OK 300 nha, mã OK 300, mã OK 300 nha. Chức năng pin không? Dạ không có khoa hay chức năng pin nha. Máy dùi bê tông nhỏ giá luôn. Dạ không có máy dùi bê tông nhỏ nha. Có một con qua chốt cho khách mà ngày nay quên gọi nó nằm trong này. Anh Trăng ưng cầm quá. Anh muốn mua dùi bê tông thì anh cứ để lên số điện thoại đi, ngày mai em dự bị cho anh nha. Tại ngày nay em bán cho mình con máy cắt gỗ. Nói chung thì anh Minh Phạm anh cứ chốt trên like giúp em đi anh. Tại vì anh chốt trên like giúp em nha. Anh cố gắng xem like anh chốt giúp em mà. Anh cứ chấm chấm bài đi nữa nó không nhận comment nha anh Minh Phạm. Chào anh Ngô Tiệp. Ok anh Trăng ứng cầm. Con này làm như nó bị hơi kêu bạc tạng nha, con này hiệu bà lách nha. Con này còn mới lắm nha, con này là lưỡi lưỡi 140 nha, con này em bán cho 290 thôi nha.
290 nha. 290 nha, mã lõi 29 nha, hoạt động bình thường nha, mà nó hơi bị kêu kêu bật đạn nha, em bán rẻ nha. 290 nha, mã lõi 29 nha. Mã lõi 29. Mã lõi nha anh, lõi 29 nha, lõi là lõi bật đạn nha. Lõi 29 nè. Cho xem học pin OK 300 đi. 29 anh mà. Anh Hoàng Trinh anh chốt cái mã lõi 29 anh OK giúp em và để lại số điện thoại giúp em nha anh Hoàng Trinh. Cái mã đó là mã lõi 29 chứ không phải là mã OK 29 nha anh Hoàng Trinh. Lõi là lõi khi bật đạn nha, tiếng máy hoạt động bình thường nha. Mã lõi 29 em chốt cho anh Hoàng Trinh. Hoàng Trinh vui lòng để lại số điện thoại giúp em nha anh Hoàng Trinh. Hàng khuyến mãi là hàng cuối like nha, cố gắng xem cuối like giúp em ạ. OK 300 nữa lên. OK 300 là cái máy phân pin. Cảm ơn Hoàng Trinh nè. OK 300 là con này nè nha anh. Pin là mình giờ mới đóng mới là nha. Bên em bán máy pin là em bao máy chạy thôi. OK nha. 300 em trước anh Thái Đạt ca dây. Em bao máy chạy thôi nha, chứ em không có bao pin nha. Dán đồng mình đi bà con ơi, lần cuối like được hưởng ưu đãi nha bà con. Máy phân bàn em không có nha anh Thanh Đạt. Con này game điện nó không chạy nha, hiệu Hitachi bắn mù nha. Cái này chắc nó kẹt than hay gì em không biết nha. Em bắn mù nha, con này em bán cho 240 nha, 240 nha, mã mù 24 nha. 240 nha, hiệu Hitachi nha. 240 mã mù 24, mã mù 24 nha, 240 nha. Game điện nó không chạy nha. Trời Mỹ Linh đồng đỏ. Mã mù 24 nha. Con này hoạt động bình thường nha hà. Mà pin thì em cũng không có bao nha, pin em cũng mù nha, mà cũng như tại pin nó còn chạy nhít nhít nè. Là em test như là cho mấy anh biết là có nghĩa là cái máy nó còn sống thôi nha, chứ pin là mù nha. Máy là hoạt động bình thường nha, 4V8 nha. Con này là 150 nha. 150 nha, mã OK. OK 15 nha. Mù có đưa kiến không sớm. 150 nha, mã OK 15 nha. Mã OK 15 nha. Mã OK 15. OK 15 anh chốt cho anh Nguyễn Thiện. Anh Nguyễn Thiện vui lòng để số điện thoại giúp em nha anh Nguyễn Thiện. Có sạc đi kèm. Dạ không có nha. Em viết bằng tay phải anh ơi, chứ không phải là bằng tay trái. Tại vì trong live mấy anh nhìn vậy đó, là giống như em đang ngồi xem live giống như mấy anh vậy đó. Mày vô có lì xì. Sai nha. Dạ không phải sai anh. Anh nói là một OK 15 là OK 150k là cũng đúng vậy đó anh. Cũng đúng nha anh, chỉ là nó ngược như cái này ghi trước cái kia ghi sau thôi nha anh. Con này sao mà nó bị ten chân cái gì tết nó không chạy. Con này còn mới lắm nha. Con này cũng 7V2 nha. Con này 7V2 nha, con này bán mù nha, 150 nha. 150 nha, mã mù 15 nha. Anh Mai Thiện vui lòng để lấy số điện thoại giúp sếp nha anh Mai Thiện. 150 nha, mã mù 15 nha. Anh Nguyễn Thiện, em xin lỗi anh Nguyễn Thiện nè. 150 mã mù 15. Mã mù 15 nha. Cảm ơn Nguyễn Thiện. Mù 12 không ạ?
Dạ ok anh Thanh Lê, em Thanh Lê mai gửi cho quà cái quần. Con này hoạt động bình thường nha, hiệu Makita nha, con này là 350 nha. Mã màu 15 em chốt cho anh con La Lê, anh con La Lê em chốt đơn, chốt chắc chắn giúp em nha. Mấy anh có chốt đơn chốt chắc chắn giúp em nha, đợi ngày mai mấy anh muốn thắc mắc về hàng của mình chốt đó là muốn test video rồi là em sẵn sàng gửi cho mấy anh xem nha. Cái máy anh chốt đúng không anh? Cái máy anh chốt là 4.8 volt nha anh. Anh Mai Thiện, anh Nguyễn Thiện, xin lỗi anh Nguyễn Thiện. Nè 350 nè. Nói gì? Ok 35. Máy pin tất cả đồ pin bên em là pin em không bao sống bao chạy mấy anh. Máy pin thì là giờ chỉ là mấy anh em test là cho mấy anh biết là cái máy nó còn sống còn hoạt động thôi nha. Đó, ok 35 em chốt cho anh Trung Nguyên Văn. Còn pin thì về mình phải đóng mới là mình xài mới được nha mấy anh. Chứ để mấy anh hiểu lầm, mấy anh nói đâu là bán vậy là về là dạ, ấy có ra là rồi xài à. Là không được nha anh. Tại pin máy bãi nó bỏ lâu quá rồi đâu có còn đi. Anh Trung Nguyên Văn vui lòng để lấy điện thoại giúp shop nha anh Trung Nguyên Văn. Giờ mình phải đóng pin là mình xài mới được nha. Mình lấy cái cục pin này là mình đi đóng lại nha. Nói không hồi. Con này cũng hoạt động bình thường nha. Con này 12V nha. Hiệu gì em không biết nha. Nó cái hiệu của nó nha mấy anh. 12V nha. Hoạt động bình thường nha. Con này, con này cũng 350 nha. 350 nha. Mã đỏ 35 nha. 350 nha. Mã đỏ 35 nha. Con này nặng lắm nha. Con này tốt. Em xin nhắc lại một lần nữa, anh Trung Nguyên Văn còn xem like để số điện thoại giúp shop nha anh. Anh có chốt con này thì anh để lại số điện thoại nha anh, còn không lo là em xả nha anh. Nếu như ai không cho số điện thoại là cuối live bắt buộc sớm em phải xả thôi nha. Đỏ 35 anh rồi. Mã đỏ 35 em chốt cho anh Thành Lê. Anh Thành Lê để lại số điện thoại giúp em anh Thành Lê. Chào anh Nguyễn Ma Kỳ. Dạ thấy anh Tâm, Tâm Trinh Minh Tâm. Có pin nằm không? Dạ không có pin nằm nha. Dạ cái con này em lên không có sạc là nó như vậy luôn nha. Cái nào có sạc là anh lên bộ luôn nha. Pin là máy là cả máy, pin là cả pin, sạc là cả sạc, khác nhau nha. Thì nào mà anh lên bộ đó là mấy bộ nó gồm vậy đó là nó y vậy nha. Cảm ơn Thành Lê ạ. À. Con này 240 nha, 9.6 hiệu Hitachi nha, 240 nha. Dạ mấy anh cứ lên đúng mã giùm em chốt cho mấy anh. 240 nha, 240 nha, mã xanh 24 nha. 240 mã xanh 24 nha, 9.6 nha, hoạt động bình thường nha. Hai chiều rồi hoạt động bình thường nha. Anh lên đại mã này đi rồi. Hôm qua shop hẹn này có máy mở ốc xài bằng hơi mà chưa có. Có nha anh, để em lên nha. Dạ ok anh Trung Nguyên Văn ạ. Từ cái máy nó lên. Máy em nhớ em có lên con rồi mà. Máy nguyên bộ đầy nè. 240 anh mà. Ok 24 à. Máy xanh 24. Khoan để em dán xong rồi em không biết đi. Mà em bố em chốt cho anh Cường Nguyễn à.
anh Cường Nguyễn vui lòng để số điện thoại giúp em nha anh Cường Nguyễn. Con này nè, đầu lông hơi nha, con này nặng lắm nha, đầu 1/2 nha. Nó bị thiếu cái mà để ngày mai em tháo bên cái mấy cái máy. Cảm ơn Cường Nguyễn. Mấy cái máy bắn đinh hơi mà cuộn tròn á, kìa một đống đẳng kìa, mai em tháo em gắn qua cho. Nó bị thiếu này nè. Con này em bán giá là 600k nha, bán mù nha. Có pin nằm, mấy pin nằm không à? Không. Không có mấy pin nằm. Pin bắn mù nha anh, cái này em bắn mù nha, 600k nha. 600k nha, lên mở mù 600 nha, con này nặng lắm nha. 600k. Này nặng kinh luôn á trời. 600k nha, lên mở mù. Mở mù 600, mở anh mù. Hỏi là máy hồi nãy bao nhiêu von đúng không anh Cường Nguyễn? Cái máy Makita lúc nãy là 9,6V nha anh, cái máy anh chốt là 9,6V nha anh. Có máy mài không? Máy mài cầm tay ha. Máy 600 mù á, cốt có quay không? Quay nha anh. Xoay nha, bắn mù nha anh. Cửa hàng ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nha. Cốt xoay bình thường nha anh. Bắn màu nha. Không hỏi xuống bu lông thôi. Em thấy có phù quay không á? Còn đó, còn xây đó. Có con nào nhẹ hơn không? Nặng quá, cầm không nổi sớm. 1/2, cái con đó là 1/2 ha. Nó mở ốc to nha. Chương điện nè. Anh hỏi là 1/2 hay 3/4? 1/2 nha. 1/2 nha anh Cường Nguyễn. Nói chung là đợt hồi này em về đồ hơi ít lắm. Có một vài con thôi chứ không có nhiều. Nghe nghe. Chưa có coi nó nhận tối hù về rồi dục đó nè, rồi vô like tới giờ đi nè. Mà mở dít đó hả? Chấm bài giúp em nha mọi người. Có mà con 3/4. 3/4 đợi chút xíu nha, để em kêu muốn kiếm có người có không? Đóng pin nữa. Tại đồ hơi chuyến này em dễ ít quá. Không có nhiều. Pin máy bãi mà pin đâu có cầm đâu. Bán mà chỉ là bao cái máy chạy thôi chứ pin thì về mình phải đóng mới rồi mình mới xài được ok. Ủa, con mù 600 là con nào? Cái đó đóng đó. Con mù 600 là con nào vậy anh Toàn? Cái này nè. Cái đó đi lợi mấy thợ điện tử á, người ta đóng hoặc là mấy người ta đóng chiên bên đóng pin máy pin này nè. Tôi cũng không rành nữa, tôi không có từng đóng nữa. Tại ít. Con ba chốt à, con chốt hả? Dạ. Khoan khoan em đem đi thử coi. Vậy vậy. Máy pin á là cũng như vậy nè, để ví dụ nha. Máy thì máy chạy không, nó test bình đó, mình lấy cái bình xem đa mình test cho khách coi là máy chạy không à. Mà về mình phải đóng pin rồi mình xài mới được. Thì máy nào cũng ngon hết trơn á, mà thì test lên nó chạy đó, nó chạy mình mới bán chứ. Đang like nè. Dạ dạ. Rồi rồi, để đây mai. Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi. Anh Tàu ơi, cái hàng giữ đơn của anh không biết giờ anh để đâu, giờ anh kiếm không có. Cái này hô xét là anh kiếm không thấy rồi, chắc ngày mai lên lại quá. Mày nhưng mà anh kiếm là đồ chắc đóng lên về em không á. Em chưa có kiếm được anh. Sò to phải không? Này sò to hay sò nhỏ? Ngày mai hắn nói chuyện. Ngày mai hắn nói chuyện đang like khách đợi nè. Rồi rồi, vậy đi qua để like chú ơi khách đợi nè. Rồi rồi. Rồi. Con này không được rồi hả anh?
Bây giờ đợi cây lên cho Minh Toàn nữa, Minh Toàn lấy cây đó. Đây, con này là Made in Japan luôn nha. Con này là dít nha. Hơi nha. Ấy hơi độc. Má mà hay độc. Cái gì vậy? Cái này nó ấy ghim điện gì mấy anh nè. Con này em bán cho 300k thôi nha. 300k nha, mã màu 300 nha. 300k nha, mã màu 300 nha. Linh Bùi ạ. Mã màu 300 nha, máy chuyên dít nha, máy đẹp ha. Máy gọn đẹp chứ, Made in Japan UL40DMC. Mã màu 300 nha. Anh Diệp Trần, anh cứ để lên số điện thoại giúp em nha anh Diệp Trần. Đồ hơi á, em nói thật với anh, nó hiếm dữ lắm. Lâu 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 cái nó về, cái nó lộn vô vài ba con. Dạ, anh Nguyễn Tùng mà. Nó không có mà như ý muốn mình anh ơi. Nói chung là chiếc này nhiều hơi hết á. Không có, luôn khi lọt lọt vô. Một vài con. Cái này 104 nha, mã sát 14 nha. 1/2 bao nhiêu anh? 1/2 600 nha anh, bán mù nha anh. Nói chung là đồ hơ bên em làm bán mù hết. Bán mù nha, tại con đó nó nặng lắm nha. Con này là 104 nha, 104 nha, mã sát 14 nha, hiệu Hitachi nha. 104 mã sát 14, hiệu Hitachi. 104 nha. Bà Quỳnh Trang ơi, bà ghi số điện thoại của anh lại đi. Hàng quá té hàng á anh. Sát 14 em chốt cho anh Hồng Hải. Tới chuyện nữa kìa. Anh Chu liền. Đây có con 1/2 đầu nhỏ là nha anh. Giờ này mà không thấy đường. Con này là gì? Con này là 450 nha, 450 nha, mã màu 45 nha. 1/2 đầu nhỏ nha, 1/2 máy nhỏ nha, nhỏ sát thôi. Không có coi được luôn. 450 nha, mã màu 45 nha, bán màu nha, đồ hơi bên em là bán màu nha mấy anh. Không bao sống bao chạy nha, về hên xui. Nói chung nha. Là mấy cái đồ hơ này là em không có máy hơ để em test thử nha. Có cái nào nhỏ hơn không anh? Ừ, con này là nhỏ rồi, nó đâu có con nào nhỏ nữa đâu anh. Vô coi like. Sao vậy? Vô coi like sao vậy? Ông Trương rồi vô coi like. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Có kết bạn Zalo Facebook với ổng không? Không. Có kết bạn Facebook với ổng rồi. Đây con này đầu nhỏ nè nha. Cái này đầu nhỏ hơn 1/2 là đầu mấy em không biết nha. 3/8 nó vậy nha. Mù 600 không ai chốt luôn nha. Rồi anh chốt kìa. Đây nè anh, mù 600 nha. Anh có chốt thì anh ok đi nha anh Long Thiên Hoàng. Không ai chốt nè, anh chốt nha. Anh có chốt anh ok nha, anh chốt cho anh nha. Anh Long Thiên Hoàng. Bán mù nha anh, bán mù nha, không bao sống bao chạy nha anh. Còn... ok. Rồi con 600 này em chốt cho anh Long Thiên Hoàng nha. Còn anh lấy hồi anh không. Anh gửi số điện thoại ảnh trên Zalo Shopee. Anh Toàn, anh có lấy cái này không anh Toàn? Không quên rồi. Anh có lấy cái này anh ok giúp em nha. Tại vì anh Toàn là anh dặn trước anh Long Thiên Hoàng thông cảm gì nha. Không rồi nó lại lấy cái mã này 600. Vậy là anh chốt cho anh Long Thiên Hoàng. Đó, hồi nãy trên live mấy anh này có nói mà anh Toàn kêu là chốt cho ảnh. Chứ đâu phải là thiên vị cho ai đâu. Con này 400k nha, 400k nha, mã màu 400 nha. Con này đầu nhỏ hơn đầu 1/2 là không biết đầu mấy nha, 3/8 hay gì nha. Cốt còn xây nha. 400k nha, mã màu 400. Mã màu 400 nha. Con này là 450 nha, hai con này là một hiệu nhau luôn nha.
Dạ ngày mai đi nha anh nhắn, để ngày mai em sạn một một bữa nữa nha anh. Hôm nay em sạn được chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Rồi ghim điện không chạy luôn, 140 nha. 140 nha, mã màu 14 nha. Hiệu Kosuku nha. Hiệu Kosuku. Mấy anh mua con này làm anh lờ được cũng dây à. Dây cũng không được dụ ấy không lợi gì. Không nhưng mà xài vẫn được. 140 nha, mã màu 14 nha. Mã màu 14 nha. Ghim điện nó không chạy nha. Mã màu 14 em chốt trên Hồng Hải. Mù cốt có lăn không? Dạ có nha em. Con này là 300k nha, 300k nha, hoạt động bình thường nha. Cái hiệu gì nó bay mất tiêu rồi. 300k nha, hoạt động bình thường nha. Ai chốt chốt mã ok 300. Mã ok 300 nha. Có ai tô không bạn? Dạ không có ai tô nha anh. Mình còn lấy người đồng chí đó vợ mù vẫn đi 300k nha, ai chốt chốt lên mã ok 300 nha, mã ok 300 nha mấy anh. Anh Thành Lê lấy anh ok giúp em nha anh Thành Lê, tại anh chốt sai mã nhưng có mình anh đó anh. Chín chục k nha, 90k nha, 90k nha, ai lên lên mã sát 90 nha, lên fan mini đi anh. 90k nha, mã sát 90, mã sát 90 nha. Nó không chốt rồi, 90k nha, mã sát 90 nha. Con này là nó mai mất ok 300 em chốt cho anh Phúc Hồ à. Phúc Hồ đọc đúng trong cái tên trong Facebook với nó có lộn. Bữa anh đang đi tắm biển Vũng Tàu hả anh Thanh Lê? Anh Phúc Hồ, anh Phúc Hồ, anh để lấy số điện thoại giúp em nha. Có cốt lớn không? Có cốt lớn không? Rồi, cái đây mấy cây củi nè. Còn hai cây. Hai cây nào? Không nhớ. Đây là một khách giữ đơn. Cảm ơn anh Phúc Hồ ạ. Tự nhiên cái kêu người ta bằng Phúc Ho. Chứ chữ Ho đi Phúc Ho. Đi đúng chữ tả. Chữ thân Hồ. Anh thân Hùng Lân là xong. Con này xài điện 3 pha. Em không có đồ em test nha. Hiệu Kosuku nha. Kosuku điện 3 pha nha, cái này là máy mài khuôn nha, loại to nha. Rồi ok anh Phúc Hồ à. Con này là 500k nha, bán màu nha, 500k nha, lên mã màu 500 nha. Máy ống sắt không có anh rồi. Dạ không có nha. Máy ống sắt em không có nha anh Nam. Mã màu 500 nha. 500k nha, lên mã màu 500. Mã màu 500. Nó xài điện 3 pha, em không có điện test nha. Nên em bán màu nha. Chứ là tỷ lệ sống nó cũng cao lắm nha. Của nhỏ 140 nha, mã bán sát nha.
140 nha, mã sát 14 nha. 140 nha, mã sát 14 nha. Tại cái pin nó nằm ở trong mà không có đồ test nha. Cái này có đồ test thử chạy. 140 nha, mã sát 14 nha, 7W2 nha. Cái hiệu gì em không biết. Shop ơi, lên lại cho mình con máy cưa lợn nhỏ, máy đẹp nha. Cưa gì? Cây cưa, anh lên muốn lên cưa gì với anh Minh Phạm? Cây cưa cầm tay đúng không anh? Makita 12 ok 35 nữa nè. Yeah. Makita 12 ok 35. Bạn đứng. Ba pha để làm gì bạn? Dạ em không, không biết rồi anh. Cái con ba pha đó là cái con gì vậy? Lên cái con máy mài khuôn anh. Bạn đứng rồi. Hitachi nha, hoạt động bình thường nha. Con này là 320 nha, 320 nha, mã ok 32 nha. 320 mã ok 32 nha. 320 nha, mã ok 32. Mã ok 32 nha. Kêu lên mấy vậy? Anh nói cái mã ok 35. Ok 35 là cái mã Makita 12V đó. Rồi. Dạ mã Makita 12V là có khách chốt rồi nha. Qua wow, lâu mấy vậy bạn? Yeah. Điện là 100/110 hả? Mã cho mấy điện mà. 32 mã ok 32. Ok 32. Ok 32 chốt cho anh Lập Phạm. Anh Lập Phạm vui lòng để số điện thoại giúp em nha. Ờ, cái máy cưa cầm tay anh mở. Lưỡi máy. Lưỡi cưa cầm tay, lưỡi máy nha anh Lập. Ơ quên em xin lỗi anh gì đó. Anh Minh Phạm. Anh Lập Phạm anh vui lòng để số điện thoại giúp em nha. Chào anh Võ Văn Võ Vương. Ok anh Lập Phạm ạ. À. Con này khoan một chiều nha, hiệu Ryobi nha. Con này là 300k nha. 300k nha, lên mã. Ok 300 nha. Đầu lớn nha, đầu to nha, đầu này đầu 13 ấy nha. Rồi nhỏ em ơi. 300k nha, lên mã ok 300. Nó lên cái cưa cầm tay mà cái loại nhỏ. Ok 300 nha. 300k lên mã ok 300. Cho mấy thằng tìm cho một cái khoan gỗ Makita lỗi nhé. Khoan gỗ Makita lỗi. Bolombin em không có, em tăng vỏ thôi anh. Cái này em bán cho có máy phan bê tông. Cái này lưỡi hình như là 12, 13 gì nha. Con này em bán cho 300k thôi nha. 300k nha, lên mã cưa 300. Có máy phan bê tông. Đá, đá nặng hay là đá nặng? Đá nặng quá. Anh Hoàng. Dạ không nha. Dạ không có nha anh Nguyễn Văn Phi. Đi em lên gì nha. Xung băng đình đựng ép 300k nha, mã cưa 300 nha. Mã cưa 300 nha anh. Anh chốt chút đúng mã giùm em ạ. Anh Minh Phạm. Trời ơi, không chốt thì chốt chẳng đi. Còn nhiều mà cưa còn nhiều.
Anh Minh Phạm để lên số điện thoại giúp em nha. Mã gì? Mã cưa 300. Em chốt cho anh Minh Phạm. Anh Minh Phạm vui lòng để lên số điện thoại giúp em nha. Phạm Minh là anh quen cái gì đó. Anh có số rồi. Anh Minh Phạm, nhưng mà anh Minh Phạm này tới 3 anh Minh Phạm rồi. Anh Minh Phạm, anh để lên số điện thoại giúp em nha. Tại tên trùng tên nhiều quá. Tìm dùm mấy con cái Makita gì đó. Hồi nãy nó Makita lỗi đó. Rồi ok, em cảm ơn anh Minh Phạm à. Anh nói tìm dùm cái con Makita lỗi đó. Nãy đọc rồi đó. Bắt chốt cái gì mà. Cái này là 300 hả? Ba chức năng đó. Có phàn là ba chức năng không? Có phàn ba chức năng không? Dạ, không có phàn ba chức năng nha. Không có phàn ba chức năng nên vẫn ăn thêm. Con này nó đẹp quá nè. Ngày mai em sẽ gọi điện và em cho anh số tài khoản nha anh. Con này là khoan một chiều mà hai chức năng nha, hiệu Makita nha. Con này còn gắt mới luôn nha. Con này đẹp ken xà beng luôn nha. Con này là 307 nha. 307 nha, mã OK 37 nha. 307 nha, mã OK 37 nha. Khoan một chiều mà hai chức năng nha. Là có nghĩa khoan được bê tông luôn nha. Nó có nãy em có dặn cái nấm này đó, nó có bình búa đó nha. 307 nha, mã OK 37 nha. Mã OK 37, 370k. Dạ. Mã OK 37 em chốt cho anh Dương Tấn Mậu. Anh Dương Tấn Mậu để lấy số điện thoại giúp em nha, anh Dương Tấn Mậu. Con này khoan một chiều nha, đầu 13 nha. Con này là khoan một chiều đầu 13 hiệu Makita nha, con này là 300k nha. 300k nha, mã OK 300 nha. Mã OK 300 nha, hoạt động bình thường nha. Đi hát đi hò dữ ha anh. Mã OK 300 nha, 300k nha, mã OK 300. Kiếm củi cho mấy anh coi, để kiếm củi. Một cái phan gỗ Makita lỗi nhé. Một cái phan gỗ Makita lỗi nè. Có mẫu bu lông pin không có nha anh. Cái đó là mắc đợi nha anh, tại chưa thấy nha anh. Dạ đúng rồi à, tất cả đồ điện bên em hoặc là đồ điện bên người khác mà xài bán đồ Nhật là sử dụng điện 100-110 hết á anh. Đồ Nhật là sử dụng điện 100-110 à. Kiếm khoan mini đi anh. Con này quá mới, mưa gãy cái ta hết số đủ. Nãy giờ. Nãy giờ kia. Được, cảm ơn nhiều. Dạ chắc em hẹn ngày mai nha anh, bỏ anh Văn bỏ bước. Con này nó bị gãy bỏ. Cái tay này nè nha. Nó bị gãy ở đây quá uổng rồi, con này còn ít ở trong, nó còn sáng giới luôn nè mấy anh. Em không dám ghim nha. Quà chẳng hello, kiếm anh một máy gì bù cho anh. Con này hiệu thì anh cứ chốt lên quà Trần Quốc. Con này hiệu Mitachi nha. Mitachi nha, con này
còn mới lắm anh, mà nó bị gãy ở đây rất tiếc nha. Con này em bán lỗi cho nha. Đây nó còn cái tay nó gãy ở đây nè, về mình băng mình chế luôn nha. Con này em bán lỗi cho nha. Có súng hơi 3/4 không? 300k nha, 300k nha, mã lỗi 300 nha, mã lỗi 300 nha. Em không dám ghim nha mấy anh. Nó bị bể ở đây không dám ghim nha. Mã lỗi 300 nha, con này còn mới lắm nha. Mở lỗi 300, cái này về mà mình hàng lại, mình đi hàng gió đá này lại là xài vẫn được bình thường nha. Có cưa gỗ không em? Mở lỗi 300 nha. Để em đi xem. Có cưa, còn cưa gỗ không? Cái cưa gỗ em còn nha. Vô gì Dương ba? Con này ngoại hình nó hơi xấu xấu nha, mà nó hoạt động bình thường nha. Đâu kêu anh Văn bỏ, anh Văn Vương bỏ à? Đâu kêu anh Dũng bỏ à? Dạ, mang guitar pin mà hai quên em hết rồi nha. Mấy mày tay còn không? Dạ còn nha. Con này là nó hơi xấu xấu nha, mà nó hoạt động bình thường nha. Con này em bán với giá là 300k thôi nha. Con chó. Không ai mới đi vô gì 300 được. Không biết. 300k nha, 300k nha, cái này là lưỡi 145 nha, 300k nha, mã. Mã 300 nha, lên mã 300 thôi. Băng gỗ này chứ còn không? Cái này nó bị băng băng keo đó. 300k có 300k gì xài đi, có nhầm gì đâu. Nó hơi xấu xấu thôi. Tại nó vỡ nhôm mà nó sơn là màu xanh nè, cái này hiệu Hitachi luôn nha. 300k nha, 300k nha. Cho xem lại máy mày tay. Mã 300. Cho anh xem con to hơn nhé. Con phân pin Makita 9.6 còn không? Makita 9.6 rồi. Có máy mài hai đá nặng 15kg. Dạ không có nha. Có máy mài nhám cuồng. Dạ không luôn nha anh. Nói chung là mấy cái hàng mấy anh kiếm thì em không có biết nữa. Trong shop cũng có, nhiều khi không biết nữa. Hỏi là cái con máy này khôn 300, lỗi 300 Makita Mitachi có bán khoảng 200 được không? Con này hoạt động bình thường nha, hiệu Makita nha. Con này nó hơi sơn màu vàng vậy nha. Nè, ngoại hình nó gì nha, hoạt động bình thường nha. Con này em bán với giá là 400 thôi, 400k nha, 400k nha, lên mã cưa 400 nha, 400k nha, lên mã cưa 400 nha. Cái này là lưỡi cái này là lưỡi tầm 16 đến 17 nha anh. Tầm thôi nha, nó cũng nằm chặn đó. Cưa 400 hơn rồi. Mà cưa 400 em chút cho anh. Vai thử thích. Anh vai thử thích vui lòng để lấy số điện thoại giúp shop nha anh. Dạ thổi gió em tạm hết à. Vay thử cái gì mà cưa 400 có người chốt rồi nha anh. Cảm ơn vay thử thích à. Hết. Thổi gió nha. Hiệu Hikoki nha. Mà cưa 400 em dự bị cho anh.
Dạ không được nha. Cô nè, hiệu Hikoki nha, hoạt động bình thường nha, có nấm chỉnh điều tóc ngay cò nha. Con này em bán, con này còn mới lắm nha, con này còn đẹp lắm nha. Con này em bán 350 nha, 350 nha, lên mã. Ok 35 nha. Ok. Ok 350 nha, 350 nha, lên mã ok. Còn con mày phun lỗi. Có Eto 5kg. Dạ không có Eto 5kg nha anh. Ok 35 em trước anh Hinh Lai à. Bên em là bên em là cọc chuyển khoản em mới đi bên nha mấy anh, lưu ý giúp em nha. Shop bên em là cọc chuyển khoản nha, còn anh chuyển khoản đủ thì anh em cưa hai hoặc tiền xiết nha. Một người một nửa nha mấy anh. Mấy phần tài giá bao nhiêu anh? Giá mấy phần tài giá bao nhiêu? Dạ dạ để từ từ em lên nha, nó đủ giá hết trơn nha, tùy theo lớn nhỏ nha. Kẹp được mũi 16 ly trở về là ok. Nó muốn thêm mấy con nữa. Dạ. Mấy con mà mũi như lụm mũi 16 ly trở về nè. Anh muốn tha lấy cái gì anh Nhàn Thanh? Có không, là có phan kẹp mũi 16 ly trở về không? Có. Dạ có nha anh. Dạ có nha anh Thiên Thuận nha anh. Máy cắt dán giá bán sao? Ờ cứ thích rồi. Cứ thích là tạm hết nha anh. Mai em sạn đồ nữa mới được nha anh. Một ngày em sạn được chỉ một ít thôi nha. Tại vì có mình anh em rồi nha. Đây cái đầu này là hiệu Hitachi nha anh. Con này là khoan được cái đầu này là tầm cái đầu này là tầm mỗi 18 ly nha anh. Mỗi 18 ly đảo lại nha anh. Con này em bán với giá là 650 nha, 650 nha. Ai lên mã nặng 65 nha, hoạt động bình thường nha. Ờ cô lộng em tạm hết nha anh. Đợt này em về không có cô lộng nha. 650 nha, mã 65 nha, hoạt động bình thường, hiệu Hitachi nha. Dạ điện 100 110 anh. 650 nha, con cưa cái đầu này là đầu kẹp to lắm nha, đầu kẹp tầm 18 đảo lại nha. 650 nha. 650 mã nặng 65 nha. Mã nặng 65. Mới phàng Makita. Makita mình mới gì lên. Dạ đúng ạ. Điện 100 110, tất cả đều điện 100 110 ạ. À. Mới phàng Makita có khách chốt thì nha. Con nào ba pha, có con nào ba pha không? Cái nào? Dạ không nha. Ba pha là chỉ có mấy cái khúc củi hả?
cũng đậu cái miếng miếng đá cắt sắt vô đây nha, chứ không phải cái lưỡi này của nó nha. Không có gì, có tính ăn cơm nếu không có cơm. Chiều rất chơi chơi nên nhắc nhắc mấy đứa nó nấu cơm. Con này là em bán cho 400k thôi nha, tại nó bị gì đó nha, nó cái lưỡi nó không có, nó gắn cái lưỡi cắt sắt vô nha. 400k nha, mã cưa 400 nha. Cái này cái tem ta, cái nó mài đâu mắc mẹ cái tem ta. 400k nha, mã cưa 400 nha. Dạ đồ điện mà sử dụng điện 220 không có nha anh Thiên Thuận Lâm. Mã cưa 400 nha. Bên em bán là điện 100-110 không rồi nha anh. Mã cưa 400. Năng nhanh. Tựa Hitachi nha, hoạt động bình thường nha. Nói chung là em có hai một kèo nha, con này là 200k nha. 200k nha, lên mã. Ok 200 nha, 200k lên mã. Ok 200. Hiệu Hitachi nha. 200k nha, lên mã. Em có bộ chiến hồn anh chuyển điện từ điện 220 xuống điện 110 nha. Lên mã ok 200. Nhưng mà mấy anh chú ý là trước khi mình sử dụng á thì mình phải đo dòng điện trong cái này trước nha. Mã ok 200. Ok 200 chú cho anh Quốc Tư. Anh Quốc Tư vui lòng để lấy số điện thoại giúp em nha anh Quốc Tư. Cục chuyển nguồn là 200k nha anh. 200k ạ. Bộ chuyển nguồn là 200k nha mọi người. Toshiba cái nha. Khoan hồi nãy 600k hả chị? Không có nhớ rồi, không nhớ cái nào luôn. Có gì ngày mai em có thắc mắc gì anh cứ hỏi nhân viên mình em nha. Toshiba nha, con này là 270 nha, 270 nha, khoan một đường nha. 270 nha, mã khoan 27 nha. 270 mã khoan 27 nha, mã khoan 27. 270 nha, mã khoan 27. Hiệu Toshiba nha. Hiệu Toshiba. Thứ đó 170 không có không rồi. Rồi ok anh Thiên Thuận Lâm nè. Mã khoan 27 anh chốt cho anh Thiên Thuận Lâm. Con này hiệu Hitachi nha, cái này cũng cái dạng nhỏ nha. Con này em bán cho 180 nha. 180 nha, mã khoan 18.
108 nha, mặt hoang 18 nha, hiệu Hitachi nha. Cái gì mà đồng lấy lên nhỉ? Một trăm tám nha, mã khoan 18 nha. Mã gì? Khoan hay là mã 18 hay ok cho 18. Mã khoan 18 em chốt trên Thanh Lê ạ. Dạ ok em Thiên Thuận Lâm ạ. Cưa lọng không có nha anh Quy Quy. Không có cưa lọng. Cái con này có đảo chiều không nè? Dạ. Cái con này có đảo chiều không? Không, không có chiều. Dạ con này không có đảo chiều nha, con này có một chiều nha. Mình chốt đầu. Mã đó là mã khoan 18, mã khoan 18 nha anh. Sử dụng điện 100/110 ạ. Mã đó là mã khoan 18 nha anh. Cái trường hợp anh chốt một mình em mới chốt cho anh được ạ. Còn nhiều người chốt một lượt là em chốt đúng mã, mấy anh thông cảm giùm nha. Con này kiếm chị không chạy nha. Con này em bán cho 100k nha. 100k nha, lên mã mù mã sát 100 nha. 100k nha, mã sát 100 nha. Mã sát 100. Mã sát 100, 100k mã sát 100 ạ. Mã sát nha anh. Mã sát chứ không phải là mã lỗi, mã sát 100. Mã sát 100 cho Kinh Văn Vương Võ. Chiều không mà nha anh. Một chiều không nha. Hoa này cũng một chiều đó rồi nha, hiệu Toshiba nha. Con này nó thiếu dây điện mà nó chạy nha. Con này thiếu em bán cho 200 250 nha, 250 nha. 250 nha, mã thiếu 25 nha. 250 mã thiếu 25 nha, khoan một chiều nha. Máy còn mới quá. À. Cứ xuất điện em hẹn anh ngày mai nha. Con này game điện nó chạy gì à? Nó chạy không nổi nha. Con này em bán cho 130 nha, 130 nha, mã lỗi 13 nha. Tình trạng nó vậy đó nha, game điện nó chạy vậy đó nha. 130 mã lỗi 13 nha. Mã lỗi. Dạ. 130 nha, mã lỗi 13 nha, mã lỗi 13 nha, 130. Mã 25 nữa này Dương à. Dạ. Mã 25 em chốt cho anh Hùng Nguyên. Anh Hùng Nguyên để lấy số điện thoại giúp em nha anh Hùng Nguyên. Chiều hay một chiều, tất cả là một chiều hết. Một chiều nha anh, em có báo hồi nãy rồi nha. 17 ly không? Sắp cho xem cái bu lông hơi mà càng nhỏ càng tốt. Con
này em bán với giá là 550 nha, 550 nha, bào còn mới lắm nha. Cái này là 82mm nha, lưỡi nha, 550 nha, 550 nha, lên mở bào 55 nha. Củi em lên nhưng mà củi sát không anh ơi, củi nó không còn hoạt động. 550 em có củi 3 pha không à? Củi ba, nói chung là củi 3 pha em test không được chứ không phải là nó không còn hoạt động. Mấy bài để bàn có không? 550 nha, mã bào 55 nha. 50. Dạ. Cái mấy bài để bàn. Mã bào 55 em chốt cho anh Hồng Hải à. Cọc tiền ở đâu vậy chị? Cọc tiền á anh, ngày mai em sẽ gọi chốt đơn, em gửi số tài khoản của cho anh cọc nha. Cọc tài khoản nha, như anh chuyển khoản đủ á là em với anh cưa hai tiền ship nha, còn anh cọc là anh cọc em mới đi đơn nha. Ờ em chỉ chốt đơn qua điện thoại thôi nha, chứ em không có chốt đơn qua tin nhắn à. Chốt đơn qua điện thoại nha. Mấy anh có thắc mắc về đồn á thì em vẫn chụp hình rồi gửi kết bạn Zalo rồi gửi hình kết video qua cho anh nha. Đúng rồi đó anh, cặp về hẻ của bà chủ. Em đang kiếm tiền đang em thấy mới điện thoại chuyển tiền. Dạ đúng rồi ạ. À. Ngày mai mới chuyển tiền cho tài khoản nha. Trời ơi. Tài thế mà vuốt tóc luôn. Bà bóng đẹp. Nói đúng là tóc bữa nay như cây củi. Bữa nào cũng gọi đầu trời. Bây giờ sao gọi đầu được nè, bây giờ vấn đề là bây giờ sao gọi đầu được. Ừ. Ông ơi chị không tắm chưa? Mở dơ gì mở dơ cả đám trời, lên phan pin nhỏ đi. Yeah. Lên phan pin nhỏ đi. 103 nha, mã sát 13 nha, máy là máy vít nha. Nước dây điện nha. Bán sát nha, 103 nha, hiệu Makita nha, máy chuyên vít nha. 103 nha, mã sát 13 nha. Mã sát 13 nha, 103 nha, bán hồ bán sát là không bao sống bao chạy nha. 103 nha, mã sát 13 nha. Dạ không có mấy hàng nha anh Hải Dương. Gọi cái tên này nha. Mã sát 13 em chốt cho anh Dương Tấn Mậu ạ. Thôi kiếm cái gì bán tặng cái nữa là tạm ngưng nha mấy anh. Ngày mai bán tiếp cho mọi người. Tại nhà cái bên người ta nấu cơm người ta bán nên 20 giờ sáng tôi thức rồi cho nên mấy đứa em nghỉ đi cho người ta nghỉ ngơi á. Ngày hôm nay 18 giờ ngày mai nha. 18 giờ hơn chứ không có 18 giờ. Tại bữa nào em cũng thể hiện. Kiếm gì bán tặng giờ cậu. Kiếm gì bán tặng. Để kiếm gì bán tặng đi cái mẹ đó em nghỉ nha. Hôm nay quá đuối nha. Lên phan mini nữa đi anh. Một triệu à. Để đi test không đi. Để đi test đi. Bán tặng nha. Tặng phải có giá trị mới được. Thì bạn tặng đồ chạy với anh chứ đâu có tặng đồ hư đâu mà. Một kèo nha, 150 nha, bán tặng nha. Một
150 mở tặng 15 nha. 150 nha, vẫn bán nha, mà bán rẻ nha, bán tặng nha. Chứ cái này tới 200 mấy luôn nha. Mở tặng 15 mà. Mở tặng 15 nha. Đó anh nào kiếm hoang 17 tặng con này bành kia luôn mà có 15 mà. Bán tặng nha, vẫn chạy nha. Mở tặng 15 hay mở tặng 150 được không? Ừ, 15, 150 gì mà không được. Mở tặng 15 em chốt cho anh Dũng Võ. Anh Dũng Võ vui lòng đợi cho anh Thủy đây anh Dũng Võ. Tặng luôn nha, 100k nha, 100k nha, mã cam tặng 100 nha. Anh Dũng Võ lại đây cho anh Thủy giúp em anh Dũng Võ. Lưu ý nha, tặng những anh nào mà có đơn đó nha, chứ không có tặng mấy anh mà chưa có đơn em không có gửi được nha mấy anh. Cái này là em tặng cho những anh là có đơn đêm nay á nha. Nói chung là trong máy em lên sao á anh. Em tặng cho những người có đơn đêm nay. Còn mấy người không có đơn là tặng em gửi không có được nha anh. Thông cảm nha, tặng cho những người có đơn nha. Nó tặng mã tặng nè. Còn cái này nó chạy ẹt ẹt nãy đó là tặng luôn nè, lên mã tặng xăm. Cái này là tặng nha, không có lấy tiền luôn nha, tặng xăm về nghiên cứu nha. Mã tặng 100 em chốt cho anh Vũ Thanh. Tặng xanh nha, tặng xanh nha, tặng xanh về nghiên cứu nha. Cây này nó chạy ẹt 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 nãy nó nha. Dạ ok anh ạ. Tặng nó tặng cho mấy anh về nghiên cứu đó. Tặng trăm lỡ này anh Hoàng. Ừ, tặng trăm là mấy già, còn cái kia tặng tặng màu xanh, tặng xanh, tặng xanh. Lưu ý nha, em tặng cho những người có đơn đêm nay nha. Tặng xanh là tặng luôn hả? Không, tại nó bị lỗi á, nó bị lấy tặng. Xanh là cái mã cuối cùng để em xem lại cho kỹ đi. Rồi, cổng chào mấy anh nha. Mã tặng xanh em chốt cho anh Văn Viên Võ. Chàng ơi, cái comment này em cũng đọc hết trơn á. Tại do bên máy mấy anh, lúc nào mấy anh cũng thấy mấy anh dưới hết trơn. Còn bên mấy chủ của em là chết bên mấy chủ mấy anh rồi chứ. Khác với mấy anh chứ ai cũng bán hết trơn á. Dạ ok anh Dũng Võ à. Còn cái quần nó tặng luôn đi. Nói chung là do mạng yếu hay sao á chứ. Nói chung là mấy anh nếu như em thấy comment là em chốt chứ đâu có em đâu có phân biệt gì mà ai cũng khách mà ai cũng khách hết trơn. Ai cũng bán hết trơn đâu phải mà. Cảm ơn mấy anh đã ủng hộ hay chồng em ạ. Chào tạm biệt mấy anh, chúc mấy anh ngủ ngon à. Hẹn mấy anh ngày mai 18 giờ. Ngày mai là có đầu ngày rồi đó nha mấy anh. Có ai thích đầu ngày đó cũng vậy.